Có cái bà cô đó, những đứa kể câu chuyện này cũng mấy lần. Bà nói là khi bà có chồng, cái bữa động phòng nó không động mà nó đánh, đánh quá trời luôn. Rồi bà hỏi gì sao mà kỳ cục, bữa động phòng mà không động mà đánh kỳ vậy? Thì chồng mới nói rằng người xưa nói em không nghe hả? Dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Trời ơi, dạy kiểu này thôi chạy mắt dép luôn, không hiểu nguyên lý, hiểu chưa? Dạy là khi mình gặp nhau, mình nói chuyện với nhau nghe, đã có duyên đến với nhau, cả đời sống với nhau, chúng ta tôn trọng nhau, tôn trọng cha mẹ hai bên. Có anh thương em là nhờ cha mẹ của anh sanh anh nuôi anh khôn lớn, nên đã làm vợ anh thì nhiệt tình làm dâu cho đàng hoàng. Cha mẹ anh khó tính, nhưng mà già rồi cũng không bao lâu nữa đâu, nên mình cố gắng mình tròn bổn phận làm con. Còn anh sẽ cố gắng làm rể cho đàng hoàng, tại vì thương em nên thương cha mẹ vợ đàng hoàng. Lâu lâu về bệnh vợ có thái độ cho nó đàng hoàng. Coi nhà bệnh vợ sau hè có cỏ rác ra phang dọn, nóc nhà dột leo lên sửa sang. Cái gì đó thấy nó hơn không được ổn định, mình làm ghế, mình về mình phụ trợ một chút. Gia đình có đám tiệc để cho người ta ăn uống, còn mình đi vòng vòng mình coi mình phụ trợ, rồi mình ăn sao. Ví dụ như mình là đàn ông mà mình làm vậy xong cuối cùng mình ra phía sau mình ăn chung, trời bao nhiêu bà đàn bà bá ngưỡng mộ mình. Rồi đàn bà chị em bên vợ mới khen công nhận, mén nó có chồng công nhận à, nó có phước thiệt, gặp thằng chồng nó hiểu chuyện, nó làm từ sớm tới giờ vòng 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 nó làm, xong giờ này mới ăn cơm tội nghiệp, bưng ra đủ thứ đồ ăn cho mình ăn, hiểu không? Mình thấy là vợ nó ngưỡng mộ rồi đó. Mà vợ nó ngưỡng mộ vậy thì hạnh phúc chứ làm sao, ai cũng khen chồng hết chứ, thì tự nhiên thấy thích, hiểu không? Bây giờ mấy cô làm chồng mà chồng mấy cô được người ta khen, mấy cô thích không? Không lẽ không thích? Ví dụ như bây giờ đơn giản thôi, mấy cô học với ông thầy mà nhiều ông thầy ông được nhiều người thích, nhiều người quý mến, có mấy cô cũng thích học. Còn bây giờ mình học với ông thầy mà đi đâu cũng bị ta vượt đánh hết trơn, thôi khỏi, tôi đi về nhà luôn, khỏi học. Đi ra ngoài nói chuyện hay là vô duyên, bị ta chửi không mà đi theo ông mắc cỡ chết, đúng không? Thì làm vợ làm chồng dễ là dễ, người ta lúc mới về dễ người ta đàng hoàng chứ làm gì đánh. Cái ông này không hiểu, ông đánh người ta ăn chập, đúng không? Còn nhiều người thì nhậu nhẹt vô xỉn say rồi động phòng, không biết nói cái gì vậy chứ, nhắm mắt nhắm mũi không biết trời chân mây gió gì hết, nó không có một ấn tượng gì đặc biệt của cái ngày đầu tiên, tại nhắm mắt nhắm mũi mà quơ đại quơ càng thôi. Hiểu chưa? Này là càng tệ nữa. Mà mấy cô đây có ai có chồng mà gặp trường hợp đó không? Thấy chưa, có nhiều bà cũng thầy công nhận tâm lý thiệt. Hiểu không? Thì nói cho mấy người trẻ đã có kinh nghiệm tư tưởng, nghe không? Đó là dễ, là đàng hoàng chứ đâu phải là đánh người ta. Tự nhiên ban đầu về đánh là thấy phản cảm à, chồng này vũ phu quá, thương người ta chứ đâu phải là đánh người ta mà dễ. Có khi mình thương mình lo cho người ta còn sợ mình ác đạn hơn đánh người ta nữa. Đánh người ta bỏ mình luôn đó. Mình thương người ta, mình quý người ta, mình lo cho người ta. Mình đi đâu á, đi xa làm việc, đi mua bán gì, đi công tác gì, mình đi đâu với mình thấy cái món đồ ở cái vùng đó nó có cái đặc sản gì, món quà gì, mình lỡ mình lựa cho vợ mình món quà mình đem gì. Mình là một người đàn ông như vậy thì mình đi đâu vợ mình nó trông chờ mình gì. Còn mình á, mình đi đâu mình về mình cầm về hai chai rượu, vợ nó đâu có uống rượu đâu mà mua rượu về làm gì. Mình phải mua cái mà người đàn bà người ta thích. Đó mới là cái góc độ của người đàn ông mà biết bồi dưỡng gia đình hạnh phúc. Rồi mình mua bánh gì con vợ gia đình thích ăn mua gì.
Còn bạn bè thì tính sao? Trước nhất là gia đình trước. Cái đó là cái góc độ đặc biệt để bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc. Hiểu không? Thấy nữ mà nghe gì chắc muốn dẫn chồng đến đây lắm đúng chưa? Nghe cái, mấy ông thấy đặc biệt ghê. Nếu mấy ông mà làm đúng như vậy thì thôi đặc biệt cỡ nào chưa? Còn người phụ nữ người ta sợ nhất là hôi háp. Bây giờ mình hút thuốc hôi rình, ta cũng ngát. Thôi giờ gặp những đứa từ hôm nay nghỉ uống thuốc đi. Nghỉ uống thuốc. Người ta để trong cái gói thuốc á, cái hình của cái thằng ho lao. Cái tò hỏi banh chành chứ. Vì nó để thêm cái dòng chữ mà nó làm thuốc nó bán cho mình. Hút thuốc có hại sức khỏe, để cái hình bị ung thư, bị ho lao. Vậy đó mà cầm điếu thuốc ngậm hút tối ngày. Đi vô chùa rồi mà có khi còn cầm điếu thuốc nghiêu ngáo. Cái môi trường trong chùa này người ta sạch sẽ, vô đây khòa thuốc sùm người ta hít vô. Thêm nữa mình trong nhà mình hút thuốc, con vợ mình cũng hít. Người hút thuốc nó còn nhẹ hơn người hít khói thuốc. Tác hại lớn vô cùng. Hiểu được rồi thôi từ hôm nay tập bỏ từ từ. Ví dụ như ngày hút 2 gói. Bây giờ mỗi ngày cách 1 tuần bớt 1 điếu. Bỏ gì mới bỏ được chứ đừng bỏ một cái một. Bỏ một cái một khi nó ghiền quá hút lại luôn. Hút 3 gói. Thèm quá. Ví dụ như mình hút ngày 2 gói 1 tuần mình đưa lên kế hoạch là nhất định 1 tuần bỏ 1 điếu. Kệ mình miễn sao 1 tuần bỏ được 1 điếu. Thì quý vị coi thời gian là bỏ thuốc được liền gì? Không uống thuốc nữa. Mình cũng có hôi háp. Thấy không? Nó, mình đến gần mình nói chuyện cũng cảm thấy tự tin hơn. Đó chứ mình uống thuốc nó hôi háp dữ lắm. Ta nghe mùi giết chịu không nổi nhưng mà làm vợ phải chịu đựng chứ làm sao? Nhiều bà mà làm vợ nó nói cũng chịu đựng thiệt. Đúng là cũng tội nghiệp cho người nữ ha. Có khi lấy chồng phải chịu chứ sao? Mà gặp người chồng mà bày hày cái nữa cũng khổ. Hiểu không? Gặp ăn nhậu gì mà nó ói tùm lum. Nó ói vô xong nó lết vô nó hôn mình. Rồi không cho nó hôn thì nó quýnh. Nó nói mày muốn cái gì mà không cho. Không? Khổ không? Mấy bà cái lắc đầu lia lịa kìa. Đúng, đúng thầy. Nói chuyện đúng thiệt. Thấy không? Thấy chưa? Thấy khổ chưa? Nên Phật A Di Đà người nhìn rõ ràng người thấy người nữ khổ. Lớn lên mới mười mấy tuổi là thấy cái thê thảm à. Nội mà mỗi tháng là thấy khổ hơn người ta à. Thấy không? Người ta nằm bờ ngủ bụi cũng thoải mái. Phụ nữ mà nằm bờ ngủ bụi thì coi đâu có dễ. Thấy không? Người ta đi đâu người ta xách đồ gọn hơn. Còn mấy bà đi đâu thì xách mìn lựu đạn tùm lum. Thấy thật khổ chưa? Bà thấy khổ vô cùng còn không hiểu. Để người ta giải thích từ từ rồi mấy bà nghe đi rồi mấy bà sẽ thấy à. Bà sẽ thấy mấy bà sao liền. Đúng không? Nên tại sao mà những đứa đối với phái nữ, những đứa cũng ưu ái như Phật A Di Đà vậy? Tại sao các cô chùa quý mến những đứa? Là tại sao những đứa cũng thương họ, ưu ái họ nhiều? Vì sao? Vì những đứa thấy Phật A Di Đà ngày ưu ái phái nữ. Nên trong 48 lời nguyện có một lời nguyện Phật A Di Đà dành cho người nữ là ngài khuyên người nữ nên nhàm chán thân nữ, đúng không? Rất là rõ ràng vì đọc kinh Vô Lượng Thọ đi. 48 lời nguyện phải trong 48 lời nguyện có một lời nguyện là Phật A Di Đà ngài dành cho người nữ là khuyên người nữ nên nhàm chán thân nữ để mà về cực lạc làm tướng trượng phu, không có bị mang những cái thân khổ gì người nữ này nữa. Đó, nên từ nơi đó mình ta giải thích từ từ. Rồi quý vị mới thấy rằng quý vị hạnh phúc cái gì. Vậy mà nhiều người nữ không hiểu lại cho rằng mình tự hào là mình đang sống rất là vui, rất là đặc biệt, gặp một người chồng đặc biệt, hiểu biết này kia đủ chuyện. Nhưng được thời gian bao lâu? Nhưng mà bản thân mình là người nữ rất là nhiều thứ khổ. Người ta thương mình rồi xong cuối cùng để lên mình một cái bầu tâm sự. Quý vị coi mang bầu, quý vị coi, khổ. Nên quý vị mà không có nghe cái bài hát mà cái chú Tâm ở bên đó, Bảo Tháp hát không? Ông chuyển đổi bài hát lại mà ông viết cái đề gọi là chờ đón em đi vào chùa. Rồi ông hát trong cái bài hát mà ông nói về cái người nữ khổ rồi mang bầu bì để chữa. Ông khuyên với người nữ vô chùa tu đi.
Ông viết cái đề của bài hát là chờ đón em đi vào chùa. Những đức nói mai mốt mà người ta vô là ông ra ông đón đó. Ông hát bài hát đó mà, chờ đón em đi vào chùa. Ghê chưa? À, nên bây giờ phái nữ khắp nơi nơi người ta cũng đang xếp đồ đạc tiến đến chùa mình. Ông chùa mình sau này nam nữ đông chứ không dẫn đâu nghe. Nội mà chùa mới sau này là quý vị sẽ thấy có một cái kế hoạch lớn chứ không dẫn. Đó là gì? Chùa mới là một điểm chùa ở đông là sau này. Và thêm nữa phòng hộ niệm phát triển. Phòng hộ niệm sẽ phát triển mạnh á, không có dẫn đâu. Nên hồi sáng như Đức có một bài giảng, Đức nói những người mà ban hộ niệm đó, đi chỗ này chỗ kia hộ niệm cũng được bao nhiêu đâu. Muốn làm lớn không? Gặp những Đức làm lớn. Ở một nơi người ta đem tới chỗ chưa, quyết định hết trơn luôn, không ai dám rầy rà, không? Nên không mà ngộ nghe, mình ở trong chùa, đúng là mình cứ ở trong chùa, mình ở nơi mình tu đi, thầy chùa có giá ở trong chùa. Tại ta nói là thầy chùa, mà thầy chùa mà không ở trong chùa thì ta nói là thầy đờ. Vì nghĩ đi, vì đi vòng vòng bên ngoài thấy là thầy đờ, còn vì ở trong chùa thì mới kêu là thầy chùa. Câu này ngộ ghê. Công nhận hay. Đã là từ xưa giờ tôi kêu là thầy chùa. Thầy chùa là ở trong chùa, hiểu không? Nên quý vị ở trong chùa hoài đi là quý vị có giá lắm. Tại người ta cặn gì ta vô ta tìm. Bữa đó có cái bà đó, bà Quý Nhân Đức, bà dẫn thằng con nó bự con quá trời, nó vẫn chín mấy ký cao, mình đứng với nó mình có chút xíu vậy mà bà đến bà quỳ xuống, mình nói thôi kệ, gà thằng này nó bự con quá, để cho mẹ nó quỳ chơi. Chứ thường là mình không có cho ai quỳ đâu, nhưng mà muốn giúp này thì phải để cho mẹ nó quỳ. Còn mẹ bà quỳ bà lại quá trở lại, mình trong bụng mình nói để cho bà lại Phật chứ không phải lại mình gì đâu, không có chấp chỗ đó. Bà lại quá lại xong bà gích nó, bà kéo xuống bà nói lại thầy. Bà la vậy thì mẹ la con, nó sợ, nó bự bự cho nó sợ mẹ nó chứ. Quỳ xuống mà lại thầy cho tao, tao còn lại mày đứng đó, lại xuống. Nó lại khùng khùng khơm, nó đè cái đầu, nhắn đầu mày xuống. Lại thầy sát đắc cho tao, nhờ thầy mà tao hết khổ. Lại thầy cho tao. Thầy thằng này nó nhà nè thầy, nó không nghe lời con. Nó thì vỗ cái đầu nó cho con cái. Đúng không? Nó bự con nhưng mà nó cũng còn nhỏ. Nhớ cái gì? Xong thấy mẹ nó sao mà quý mến ông thầy này quá, cũng quỳ xuống mà nó cũng chưa hiểu lý do gì. Xong mình nói vài câu với nó này kia, tự nhiên mình nói nó cũng nghe lời nha quý vị. Nó thấy đúng tình đúng lý, không có ép nó gì chứ, nó nghe. Nghe xong mà nói thầy gõ đầu nó giùm con một cái. Nó nói dạ thưa thầy gõ giùm con một cái. Cái thằng bự con chà bá đưa đầu cho mình gõ. Mình nói hồi xưa giờ tôi thằng là búa mà chứ không có gõ. Mấy người mà không nghe lời cha mẹ búa, đưa đầu đây đập cái bóp. Xiển niệm. Thì thấy không? Ở trong chùa mới có giá gì. Chứ gặp mà mình đi đến nhà người ta có khi thấy mình đi đến nhà người ta mình yếu hơn, hiểu chưa? Đó. Nên những đức nói thầy chùa thì phải ở trong chùa. Hiểu không? Còn ở trong cốc gọi là thầy cốc. Chứ sao? Cái nguyên lý của danh từ nó ngộ Việt Nam mới rõ ràng. Ở trong chùa thì kêu là thầy chùa, mà ở trong cốc thì gọi là thầy cốc. Nếu ở trong nhà thầy nhà, nếu ở ngoài chợ thầy chợ, thấy không? Nếu mà đi tụng kinh đám ma thì thầy cúng, thấy chưa? Nó rõ ràng, rất là rõ ràng nha quý vị. Nên quý vị muốn chọn thầy nào? Thầy chọn thầy đâu? Chưa, đa phần chọn thầy chùa. Là chọn thầy ở trong chùa cho con, thấy không? Thầy ở trong chùa cho con, thầy lo thầy tu đi, thầy hướng dẫn đi. Rồi mỗi chủ nhật thầy lên giảng cho con nghe đi, rồi con sẽ đến. Con đến rồi con hộ trì cho thầy. Thầy cần cái gì thầy nói con cúng hết. À! Thấy chưa? Rất là rõ ràng, ở con nơi một làm bao nhiêu việc. Giờ chùa chúng ta ngàn mấy trăm người rồi. Rồi làm bao nhiêu việc, đang xây chùa đồ quá trời để nuôi người già. Phật tử ta thấy gì thấy rõ ràng, thầy cũng làm thiệt. Không nói nuôi người già là không nuôi người già thiệt, cũng làm thiệt.
người ta cũng đâu có hẹp hòi gì với mình đâu. Đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là cái phương pháp tu của chùa mình giờ nó đang giống như nhiều người ta thích. Chùa chiền bây giờ người ta cũng đang nhìn tới cái phát triển này. Cái phát triển đặc biệt là người ta nhìn ra những đức là hiện tại là chùa của Hòa Thượng, ba ngôi chùa những đức sắp xếp. Thêm một đạo tràng nữa là ba ngôi chùa, một đạo tràng là bốn điểm. Không? Rồi mai mốt là mọc ra mấy cái đạo tràng nhỏ nhỏ trong Đại Tùng Lâm nữa. Vì Đại Tùng Lâm nó quá lớn rồi, nó mấy chục mẫu đất. Lớn quá. Còn miếng đất bệnh viện thì nó 20 mẫu mà bây giờ xây mới có một chút mà. Còn một đống đất nhiều dữ lắm, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà sau này còn mọc rộng ra lớn dữ lắm. Đó. Nên á, người ta thấy mình làm rõ ràng nhiệt tình. Và những đức thấy cái thời cuộc này người già sau này khổ. Vì con cái bận bịu lo kiếm tiền cuộc sống quá mà già bị bỏ rơi. Nên nhiều người người ta bên nước Mỹ, người ta về Việt Nam, người ta gặp những đức ta nói vậy nè. Thấy thì sống vậy đó thầy, mà già cái vô viện dưỡng lão ngồi cho hỏng vậy đó. Con cái thì lâu lâu đến thăm một chút. Nó thiếu đi cái tình cảm. Mà cái tình cảm là cái nhựa sống của con người sâu sắc nhất. Còn của cải vật chất nó chỉ cái bên ngoài một phần nào để phù hợp trong cuộc sống này thôi. Nếu như của cải vật chất có nhiều mà thiếu tình cảm thì giống như cây mà thiếu nước, sống sao nổi đây. Quý vị coi con người mình mà không có tình cảm sao sống quý vị. Biết rằng nói đoạn ái đó là đoạn nhiễm thôi. Chứ tình cảm như con người nó phải có chứ. Chứ đâu phải đi tu là vô tình vô nghĩa đâu chợ. Con người đi tu nó càng đa tình. Mình chưa đi tu mà chỉ có một mối tình với vợ con mình thôi. Nhưng mình đi tu rồi mình tình cảm với mọi người, tất cả người gặp mình đều có tình cảm. Thì người đi tu càng đa tình. Mà đa tình nhưng không dính mắc tình nào. Đó. Nên những đứa có một cái câu thơ mà từng thuộc á. Bài thơ đó hay đúng không quý vị? Đọc cho quý vị nghe nè. Tôi có tình yêu rất đậm nồng, yêu người yêu lẳng cả non sông. Tình yêu chan chứa trong vàng vụ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xây chiều, hướng về phục vụ ngôi Tam Bảo, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Ta đã đa mang một mối tình, dường như thời hải với sông Minh. Tình yêu mà chẳng yêu ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Nếu tất cả những người đi tu chúng ta mà mang cái tình yêu đó để yêu thì hay quá. Nhưng mà khi ban đầu mình mới đi tu, mình phải có một tình yêu chuẩn để làm nền, làm gốc cho chắc. Khi nó sâu sắc chắc chắn rồi thì mới mở rộng cái tình yêu đó ra được, mình không bị mắc vương ước. Nên các cô, các chú, các thầy, mình mới tu mình phải có tình yêu của một điểm, là phải gặp được một người thầy nhiệt tình hướng dẫn lo lắng cho mình. Đó là điểm nương tựa để giúp cho mình ổn định bòi gốc cho chắc mới đúng. Chứ đâu có đơn giản dễ mà yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh mà không có gốc làm sao yêu. Giống như cái quạt này mà nó quạt được là nó phải có cái chỗ dựa chắc chắn thì nó mới quay hoài mà không rớt. Nếu như nó đã không có chỗ dựa chắc chắn thì cái quạt này nó sẽ rớt là chắc chắn quý vị à. Hiểu không? Nên con người chúng ta sống nó phải có điểm tựa. Mà điểm tựa này là cái góc độ để mà nhìn ra, gọi là chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Có những con người ở cả cái cuộc đời này chúng ta cố gắng, nhưng chúng ta lại không có điểm nhìn để đặt vào điểm chọn lựa. Bao nhiêu người nữ ở đây quý vị đã thấy rõ ràng, có nhiều người chúng ta khổ vì chồng, vì gia đình, vì cái nghiệp duyên của mình mà nhìn ra không chọn lựa sáng suốt. Đó là nghiệp duyên dẫn dắt mình. Sự chọn lựa đâu phải ai cũng là chọn lựa được tốt. Cuộc đời đến thế gian này không ai muốn mình xấu hết chứ.
Ai cũng muốn mình tốt hết chứ. Ai cũng muốn sinh trong một gia đình phải có bề thế, phải có giáo dục, phải có đạo đức. Điều này ai cũng cần. Nhưng vì sao chúng ta sinh vào một gia đình làm heo? Gia đình mà gọi là mẹ cha mình không hạnh phúc. Có những gia đình cha mẹ mình trộm cướp. Tại sao mình sinh vào một gia đình đó? Là do cái nghiệp duyên của mình nó dẫn dắt mình phải sinh vào gia đình đó. Thí dụ như giữa hai vợ chồng đến với nhau, khi nó mang thai là cái nghiệp duyên. Dù cái đứa bé này nó có cái nghiệp với cha mẹ này, dù nó ở xa cách hàng vạn ngọn núi tu di, nó vẫn nhìn thấy mẹ cha nó đang sống với nhau. Tự nhiên nó sẽ đến và nhập vào người mẹ là làm con. Là nghiệp duyên chiêu cảm. Cái nghiệp duyên đã chiêu cảm rồi thì không có cái gì mà ngăn lại mà không thấy chứ. Nó đều tần số đó, nó giao cảm mà thấy. Giống như chúng ta niệm Phật vậy đó. Chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu Phật thì là cùng với tần số của Phật phát. Mà tần số của Phật phát bao trùm sóng điện, trùm hết. Nhưng mà cần cái người niệm Phật này niệm danh hiệu Ngài thì cái tần số đó nó phù hợp, thì tức khắc giao cảm. Nên danh hiệu Đức Phật A Di Đà khi mình niệm lên thì quang minh Phật A Di Đà soi gọi. Nên nó nói là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Thấy chưa? Nên quý vị cứ nghĩ tại sao mà mình ngồi đây mình an lạc mình vui. Cái cảm giác này quý vị mà hưởng được thì quý vị sẽ không bao giờ, không bao giờ mà không đến. Tại vì sao? Vì mình hưởng được cái sự an lạc, cái bình an, và còn cỡ mở tâm tư cho mình và cho mình một đường lối, một phương hướng. Vì cuộc đời của người mình sống ngoài đời, dù mình có thành đạt cỡ nào đi chăng nữa, một ngày nào mình cũng có cái vấp ngã. Không vấp ngã cái này thì cũng vấp ngã cái kia. Nhưng mà Phật pháp là chỗ tựa đặc biệt nhất cuộc đời của ta. Có nhiều cô ở đây, các cô gặp cái trường hợp gãy gánh chồng vợ rõ ràng. Nhưng mà tại sao các cô bây giờ sống phơ phớ, sống vui? Là nhờ cái điểm nương tựa của Phật pháp mà mấy cô có niềm vui này. Thế nếu không mà thật sự mà nói, cỡ ba mấy, bốn mươi, bốn mấy tuổi mà nuôi con mà gặp mấy cái thằng sùng sùng như vậy mà đến mà nó khó mỏ thì cũng khó vượt qua lắm. Cái gì cũng ban đầu nó đến thì nó cũng nói ngon ngọt em này, một mình nuôi con được lắm. Em không nghe người ta nói sao? Mình nói gì? Nhà mà không có đàn ông như nhà không có cột cao. Rồi tối lửa tắt đèn, một mình phụ nữ sợ hãi lắm em à. Nó nói giết rồi mình cũng thấy. Anh này nó ngọt quá, nó dễ thương. Thì dễ thương mà ban đầu á, ban đầu ta muốn thì ta mới dễ thương. Giống như con gà trống cũng kêu con gà mái thì nó cũng phải kiếm cái hạt thóc, nó phải bóc từ cái hạt thóc rồi nó mới kiếm tung 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 tung. Thấy không? Mày thấy gà trống không? Kêu gà mái tung tung đúng không? Biết tiếng kêu, biết tiếng cái gì không? Nàng ơi, nàng ta cái thóc này nàng, nàng hiểu không? Phải không? Kim lắm đó chừng. Đó thì bắt đầu đến thì quà cát, bánh cát. Khi mưa gió vậy mà bạn áo mưa đi mua bánh cát cho anh chết. Hiểu không? Rồi xong cái đưa bánh cái đi về. Cái đầu ở bên trong đứng nhìn ra thấy anh đi thấp thoát. Tội nghiệp quá. Giờ này mà mua bánh té quá rồi đi về sao? Tội nghiệp quá. Lúc đó là nó cảm động rồi. Nó cảm anh, gọi là giao cảm anh. Giao cảm anh thấy chưa? À, thấy không? Rồi bắt đầu từ từ ha, từ từ xin ở lại đi ra. Thế sao? Mưa gió quá mà xin ở lại đi ra. Cái đầu cho ở phòng khách, ngủ ở phòng khách, thấy không? Rồi phòng khách từ từ, rồi nó tới phòng riêng. Tôi đi từ công đoạn mà. Nên mấy cái bà
bà mà gãy gánh á, mà mấy bà có thể ở vì con cả đời mấy bà thì quá hạnh phúc. Và mấy bà sẽ làm người mẹ rất hãnh diện. Từ khi xa chồng mấy bà ở vậy. Và mấy bà đã hiểu được cái khổ của khi có chồng. Có nhiều cái gàn buộc nên người ta nói rằng có chồng như gấu neo vào tôi. Đúng không? Đó. Vậy đó mà cái gông này nó đeo biết rồi tự nó quen. Có nhiều bà gặp chị Đức nói thầy ấy, con vẫn nghe nói có chồng cái gông đeo vào cổ, nhưng mỗi lần cái gông này nó đi đâu xa là con nhớ thầy. Đó là chưa? Vậy đó mà đi đâu một cái là bắt đầu gọi điện thoại đến chỗ đó, bạn bè anh chị em có chồng ở đó, bạn bè có chồng gọi đi về mới coi áo quần của nó có cái mùi nào lạ lạ đó, bắt đầu xem xét coi, rồi bắt đầu nghe mùi gì lạ lạ, bắt đầu ghen, bắt đầu nghe bóng nghe gió nói trên trời trên đất, nói mưa nói bão nói năm năm tùm lum, chồng nó nghe chứ nó thấy đi đến với người ta vì người ta là chỉ có tiền, thì bây giờ nó đâu có cần biết thằng chồng này làm sao. Nên người ta chỉ cần nói những lời ngọt cái dịu để lấy lòng người đàn ông này là đủ rồi. Nên tự nhiên chồng mình nó lại thích, nó lại mê cái người đàn bà không có làm phiền nó. Còn vợ thì quá thương nên nói bóng, nói gió, nói này, nói kia. Giết chồng nó thấy rằng cái sự đó là buồn ràng, phiền phức. Rồi bắt đầu từ từ nó mới xa lắm đi. Rồi gia đình từ đó mà hạnh phúc bị tan vỡ, hiểu chứ. Rồi bị ở nhà lại buồn khổ. Nó rồi từ từ cái gặp bạn bè, gặp bạn không tốt nói một câu, ông ăn chả thì bà ăn cà lem, vũ tầm bậy tầm bạ nữa, thấy chưa. Nó bây giờ gặp mà biết nhận đức mà biết tu thì nói thôi bà ơi bà ăn cà lem cái gì, mệt quá tôi lại chùa hộ pháp tôi ăn chay còn ngon hơn đó. Hiểu chưa, bà gù xuống dạy con mà đi ăn cà lem phải mệt quá đi. Người ta ăn cái gì người ta ăn, còn mình ăn chay không bị sình bụng, hiểu không? Thì thấy ông về đây ăn chay không sình bụng nghe quý vị, khỏe ngon, hiểu không? Đó nên từ nơi đó vì nghe thấy không, nó đơn giản, nó có gì đâu khó, dễ làm lắm. Mà giờ vì mình có niềm vui mỗi ngày mình cười đừng gì quý vị đi rước gì làm chi. Nó giờ hết nợ với người chồng rồi thì thôi, mình không có bỏ người ta, mình không có cái gì tầm bậy. Nhưng mà người ta bỏ mình hoặc là hết duyên thì thôi. Còn duyên thì hết lòng hết dạ mà đến với nhau sống cho thật là tốt. Không có đứa con nào mà nó muốn mà đi với cha mà không có mẹ, mà đi với mẹ mà không có cha đâu. Nhưng mà về cái chuyện mà nói hết duyên hết nợ thì chịu thôi. Bây giờ mình đừng có đổ thừa, đừng có đổ thừa. Thôi bà ơi tại nghiệp bà ơi. Đừng có cái gì cũng đổ cho nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái mà mình đang tạo tác. Hiểu chưa? Bản thân mình đang tạo tác, mình đang chọn lựa. Chứ mình đừng có cái gì cũng đổ cho nghiệp. Mình cố gắng đi. Mình cố gắng, mình tu, mình niệm Phật, mình vui. Vui rồi thì mình không có muốn đi tìm cái đó nữa. Rồi quý vị sống như vậy, đi đến chùa, ở nhà áp dụng phương pháp tu, làm việc lo cho con, lo cho con học hành đàng hoàng. Rồi khi con lớn khôn đủ duyên vô đây, hiểu không? Vậy thì quý vị thấy đặc biệt không? Không có tạo thêm cái gông này nữa. Vậy thì đúng là bao nhiêu người phụ nữ mà gặp mà khổ vì bị chồng bỏ hay là hết duyên nợ gì đó thì quý vị coi đúng là có điểm nương tựa chưa. Đặc biệt tự nhiên mình thấy có điểm nương tựa liền mà lại có một phương pháp tu, rồi mình niệm Phật để mà mình sanh về thế giới cực lạc đó. Nên những điều những đức chia sẻ quý vị thấy rất là gần gũi. Bữa nay chùa mình trên chánh điện cô Nhung chùa mới cắm hoa lại quý vị, mới cắm hoa lại cũng là hoa đó thôi quý vị. Nên những đức nói với quý vị nghe, mình làm ăn là kiếm tiền, nhưng kiếm tiền phải suy nghĩ kiếm lâu. Thí dụ như bây giờ mình làm ăn buôn bán hay làm một cái ngành kinh doanh gì, khách hàng người ta nói rằng anh phải làm nhanh cho tôi, làm gấp cho tôi, hiểu không? Mình nói rằng tôi sẽ cố gắng tranh thủ, nhưng anh có đồng ý tôi làm gấp mà hư không? Tôi làm gấp mà không được tốt, không được đẹp, anh chịu không? Mình nói một câu với khách hàng, nhưng anh có chịu tôi cũng không làm. Nếu anh cần anh đi kiếm người khác đi. Nếu tôi làm chỗ này mà để tôi mất uy tín thì về sau tôi còn bị thất thoát lớn hơn
Uy tín là cái quan trọng để đi đến chỗ thành công. Nhớ, không thể nào vì tiền mà chúng ta phá uy tín của mình. Nên không thể nào người ta nói mình làm nhanh, làm gấp mà làm ẩu, hiểu không? Nên một lần trước cắm hoa là trả tiền. Nhưng nhiều Phật tử về nói sao hoa cắm gì nó lộn mèo kỳ quá, nghiêng qua ngã lại kỳ cục lắm. Nó cuối cùng những đứa kêu tháo ra hết đi. Người trong chùa cấm. Đây là người trong chùa mình cấm đó quý vị. Thấy đẹp đúng không quý vị? Cấm nhiệt tình, có tâm đàng hoàng cũng là hoa đó thôi, mà cấm lại quá đẹp. Thấy không? Đó. Rồi thêm tượng Phật thì cái cô mà nhà sách cổ phát tâm của giác vàng, quý vị thấy hoan hỷ không quý vị? Quá đẹp bộ tượng luôn. Mà những con người người ta về tới nhìn tượng mà người ta vui, người ta cười, người ta hoan hỷ cái thôi. Cái cô nhà sách đó cô sẽ đẹp. Đẹp thêm. Tại vì sao? Vì cái làm của mình nó phù hợp. Nó đúng nơi đúng chỗ quý vị. Rất phù hợp, đúng nơi đúng chỗ luôn. Đó, đặc biệt quá. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta quý vị làm được những việc mà ý nghĩa. Nó những đức thấy hai pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ngoài trước á. Hai pho tượng đó mà mình mà lát vàng lại. Mặt thì để mặt y thinh giống gì này, là hai pho tượng ngoài đó đẹp lắm ha. Mà hai pho tượng Quan Âm Bồ Tát đó, Hòa Thượng ngày xưa nói là chùa này khi mà mới khai sơn đó là tự nhiên là Hòa Thượng pho tượng Hòa Thượng giác từ ngoài đường đi vô đấy. Tại vì không có xe. Hòa Thượng ngày xưa mạnh dữ lắm. Hòa Thượng mình bự con mạnh lắm. Giác Hòa Thượng Quan Âm Bồ Tát từ ngoài đường vô đây. Hòa Thượng nói là ngày xưa ở đây chiến tranh nó bơm nổ rầm rầm, vậy mà hai pho tượng vẫn y nguyên quý vị. Nên Hòa Thượng nói nhắc những đức là hai pho tượng đó là kỷ niệm nghe, ông nhớ nghe. Mãi mãi ông phải thờ hai pho tượng để đàng hoàng. Kỷ niệm là hai pho tượng từ xưa tới giờ. Hai pho tượng nhỏ đó để chung lại một chỗ ở ngoài trước đó quý vị. Đó, rồi phía sau này cũng có một pho tượng Quan Âm Bồ Tát, ngoài nắng thì không làm được. Mà pho tượng ngoài đó rất là mát mà nhỏ. Hai pho tượng ngoài âm ngoài trước. Mà những đức thấy lát vàng mà mặt phải để y nguyên nha, thì rất đẹp. Nhưng nếu cái mặt mà lát vàng luôn thì tự nhiên thấy mặt tối. Vì sao không? Ví dụ như mình có thể bận áo vàng, nhưng nếu mà lấy chiếc áo vàng mà bận vô cái mặt luôn thì tự nhiên nó lạ lạ, nó kỳ kỳ quý vị, thấy không? Nên kinh nghiệm nha. Kinh nghiệm mà lát vàng là mặt phải để mặt bình thường. Vì con người Phật phải hiện giống cái tướng con người, giống con người mà đẹp hơn con người. Chứ Phật mà xấu hơn con người, người ta không chịu lại. Cái vị biết đi đến ngôi chùa, có nhiều ngôi chùa người ta tạc tượng Phật á, mặt Phật xấu hơn con người ta. Mà Phật gì đâu lỗ mũi đâu quét. Rồi mặt mày gì đâu giống hệt là mấy bạn chầu. Rồi đeo khăn đỏ, khăn vàng tùm lum, người thấy không? Vì gì chùa, vì thấy tượng Phật chùa mình không? Đơn giản mà đẹp. Thấy không? Nên á, tượng Phật mắc tiền hay rẻ tiền gì, nhưng cái góc độ nhìn của mình, một pho tượng mình phải nhìn ra. Dù là rẻ mà cũng làm được sự nghiệp nữa. Còn hơn mắc tiền, quá mắc tiền, bớt tiền đó. Phật nói con ơi, ta thì đơn giản con à. Nên con làm sao mà con đơn giản một chút. Con lấy cái tiền nhiều đó đó để con làm cái chuyện khác nó lợi ích hơn nữa con. Lúc trước có người ta muốn cúng cái bộ tượng để đây nè quý vị. Mà bộ tượng này lúc mà cái thờ mà còn ông thầy ở đây nè, ông thầy bự bự ở đây á, nó đây á, là lúc đó nói chuyện với cô đó mà ta định cúng dường cái bộ tượng Phật đó tính ra mấy tỷ bạc quý vị. Mấy tỷ luôn. Những đức thì nói rằng đúng là tượng thì rất là tốt, thì cúng thì rất là tốt. Nhưng cái bộ tượng này ngày xưa những đức đặt có trăm mấy chục triệu à, bộ tượng này nè quý vị. Mà từ hồi đó những đức xuống đây tới giờ, mà đây ngày xưa đó là một cái chỗ giống như là một cái nhà ăn vậy đó, nhà tiếp mà trai tăng đồ dưới quý vị. Nhưng mà những đức xin Hòa Thượng ơi, chùa mình thì nuôi nhiều người già, đã là già thì đến lên cầu thang khó lắm Hòa Thượng. Nên thôi Hòa Thượng cho cái chánh điện ở đây. Với một này cái thành công á, là người ta ở ngoài vừa chạy xe vô thấy cái chánh điện ở đây tu, nên người ta thấy ngôi chùa nó ấm áp liền. Còn nếu tu ở trên không á, mà thấy đây nó lạnh lẽo, vô chùa thấy lạnh lắm. Chùa nó lâu phát triển dữ lắm. Hòa Thượng nói ông nghĩ gì được đó, ông làm đi. Thì như đứa đặt bộ tượng này ngày đó có 100 mấy chục triệu. Rồi cái bàn thờ này ngồi đó đóng mà cái ông đóng cũng dở. Ông đóng mà cây nó cũng bị héo lại. Nhưng mà có cái chú kia ngày xưa ông đòi đóng cái bàn thờ lại xịn luôn. Vậy đức nói không, bàn thờ đang được thì cứ để đi anh, chừng nào mà không được thì tính. Chứ bây giờ cái tiền bạc tam bảo mình dùng gì cho xứng đáng cái đấy.
Còn bộ tượng thì quý vị thấy cũng đẹp quá trời luôn. Thì cái cô nhà sách của đến, cô giác vàng, đúng là giác vàng ở trên thôi, tự nhiên đủ duyên của giác vàng ở đây luôn. Thì trong cái dịp lễ Diếu Âm giác vàng xong, như Đức kêu để mặt y thinh, thì thấy tự nhiên giác vàng xong bộ tượng lên rực rỡ. Mà bây giờ vì nhìn bộ tượng mà cái kiểu như nhiều người nhìn, quý vị, nhiều người nhìn, giống như mình là người đẹp mà được nhiều người nhìn mình á thì mình mới đẹp. Còn mình là người đẹp mà không ai nhìn mình sao đẹp, thấy không? Đó, thì tượng Phật mới bị nhìn nhiều, bị lễ Phật nhiều là tượng có hồn liền á. Mà có hồn đây là do mình nhìn quen, cái ấn tượng của Phật nó vào tâm mình, và tự nhiên mình nhìn Phật thành quen. Chứ không phải Phật thì lúc nào cũng sống động, nhưng mà do mình nhìn Phật quen giết rồi, tự nhiên mình nhìn tượng Phật này mình thấy thích, đẹp. Nên cô lát vàng một cái nó bận áo lại cho Phật, rồi gương mặt của Phật, cái tự nhiên bị nhìn tượng Phật của nay, bị thấy không? Quá đẹp, quá đẹp luôn, bị công nhận không? Đó, nên những Đức nói với vị nghe rằng là có những đồng tiền chúng ta dùng, nhưng phải dùng đặt vào đúng chỗ. Nên những Đức nói dùng đồng tiền của Tam Bảo mà mình dùng đặt nó không đúng chỗ thì nó phí, nó uổng. Trong khi chúng sanh nhiều người khổ lắm quý vị à. Như chương trình người mù nè, bây giờ những Đức đang muốn tổ chức đó, nhưng mà quá nhiều việc của những Đức à, quá nhiều việc luôn à. Việc gì đâu mà quá trời nhiều. Rồi Thiên Hòa Thượng đang đào móng mấy công trình bên kia bên á, nói bây giờ làm sao mà chương trình khiếm thị, mà khiếm thị như Đức có bỏ đâu, cỡ nào như Đức cũng phải làm. Tội nghiệp với người khiếm thị, người mù, nó đã lập lành thành mỗi lần mà chương trình khiếm thị tính ra 4-5 ngàn người khiếm thị bị nghỉ. Mà bây giờ mà tội nghiệp họ lâu lâu đến chùa như Đức khuyên họ niệm Phật, đời họ đã thiệt thòi quá, bị mù, bị què, bị lết bánh. Bây giờ mình về mình dạy cho họ niệm Phật để mai mốt họ chết đi, họ thay đổi thân tướng lại, hoặc niệm Phật giảng sanh. Bây giờ tội nghiệp họ, nên chương trình đó là những Đức nhất định phải bố trí, phải sắp xếp. Cũng sắp sửa tổ chức chương trình khiếm thị đó, sắp sửa tổ chức chương trình khiếm thị rồi đó. Rồi quý vị coi Diếu Quan Âm bữa nay 12, còn 4 ngày nữa à, chuẩn bị chân cẳng đi. Đó, nhớ nè, nhiều người phụ nữ bây giờ mang nghiệp phá thai dữ lắm. Quý vị ơi, cái nghiệp phá thai là cái nghiệp đáng sợ lắm quý vị. Cái nghiệp này là đọ đó, đọ đó. Trời ơi, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà Ngài giết lầm 1 triệu thú, vì mà theo mười đời mà Ngài là bậc cao tăng á, theo mười đời mà chờ cơ hội đó chàng. Tới đời thứ 10 Ngài vừa khởi một ý niệm thôi, không phải một chút thôi, vì mà 1 triệu thú nhập vào đầu gối làm một gã mặt người. Nếu như không có cái duyên kết với Tôn giả Ca Đạt Ca thì Ngài chịu cái nghiệp duyên khổ đau dữ lắm, đọa lạc chứ không phải giận gì hết. Không chi mà bây giờ mình là kẻ phàm phu, mà con đến với mình là con ơn, mà giết đi thì thành quán. Mà con đến đòi nợ, mà giết đi thì nợ chắc chồng. Mà có những người mình giờ đẻ hoài, mình nghĩ nuôi không nổi. Nên từ nơi đó mà người phụ nữ bây giờ, vì sao mà bị nhìn thấy sức khỏe yếu không? Vì bây giờ mình đẻ hoài thì nuôi không nổi, mà chồng thì nó phải gần gũi với mình. Nên từ nơi đó mà uống thuốc ngừa thai, uống giết rồi con người phụ nữ nó bị kiệt quệ. Thuốc ngừa thai nó cũng có cái tác dụng phụ rất lớn cho cơ thể người phụ nữ quý vị, chứ không phải diện giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mà nếu mà để mang thai mà đẻ hoài không được thì đi bỏ. Mà không hiểu đạo bỏ, nên mấy cái bà đi về chùa mình là có là đẻ, tại bà nghe những Đức dặn mà bà đẻ hết trơn. Nó chứ nếu không bà cũng bỏ te tua, chứ không phải diện giỡn đâu. Nó có cái cô kia miền ngoài á, cổ hướng dẫn tu tinh tấn đừng có nói nữa, mà bà cũng lớn tuổi rồi, thì cái nghiệp duyên mà trời, bà lớn rồi, dẫn dắt người ta tu đông quá trời luôn. Bà nhắn tin vô nói thầy, thầy đúng là nghiệp tớ, chồng mới hổm nó mới la gầy, nó đòi chia tay, rồi tự nhiên nó nói thôi thương lại, nó thương lại cái tự nhiên bây giờ có bầu rồi thầy. Nhắn tin cho nó, trời ơi khổ thầy, có bầu rồi. Mới hợp lại Quan Âm, tổ chức lại được 4 ngày ngoài đó. Bà rủ cũng được 500-600 người lại Quan Âm. Rồi bà nói chuyến này bụng chưa bự gì mấy, còn lại được 4 ngày nữa, con cố gắng, chứ lần sau bụng bự quá không biết tổ chức nổi hay không. Những Đức nói thì bà tổ chức, bà bắt cái ghế bà ngồi bà gõ cho nó lại. Cư sĩ đó, thầy thấy cái nghiệp duyên ghê chưa? Kinh không? Dễ đó mà tự nhiên nó lợ, nó xuất hiện liền. Bây giờ cái bụng bự lên để không biết tu dễ hay không, thì thấy kinh không? Đó, bây giờ phải đẻ chứ làm sao dám phá.
Tại vì nghe đạo rồi sao dám. Nhưng mà mình thì nhiều người phụ nữ mình đã từng phá thai. Mà cái nghiệp phá thai là cái nghiệp giết con. Đến báo ơn thì thành báo quán, mà đến đòi nợ mà nợ chắc chồng. Nên tại sao cái người mang nghiệp phá thai gia đình bị lộn xộn hoài, mà cơ thể bị bệnh đau. Người ta bác sĩ mà đông y người ta nói một câu này nè: một lần phá thai tổn hơn 3 lần đẻ. Phá thai là nó tổn sức khỏe dữ lắm. Từ nơi đó cái cảm giác khi bị phá thai bị đau lòng dữ lắm quý vị à. Ai cũng vậy, mang cái tâm trạng vậy đó. Nên từ nơi đó mà cái nghiệp phá thai này đáng sợ lắm. Tại sao quý vị bây giờ không nương vào cái pháp hội này, lại 3 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm, nương vào cái hạnh từ bi của Bồ Tát để mà mong cầu siêu cho con. Con ơi, mẹ không hiểu con à. Lúc trước mẹ không hiểu nên mẹ lỡ mang nghiệp phá thai rồi con à. Bây giờ dù con có đòi nợ mẹ thì sao cũng được, nhưng thôi mẹ cũng cố gắng, mẹ tu, mẹ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mẹ nguyện đem cái công đức mẹ lễ Quan Âm, mẹ tu hành nghe pháp này hồi hướng cho con. Mong thần thức của con sáng suốt, con tỉnh táo. Thôi nếu con nghe lời thầy giảng, con chịu nghe, thì quan gia nên giải không nên kết con à. Nếu như nợ nần này mà nó cứ quan gia nó cứ đòi hoài thì đờ đờ kiếp kiếp mẹ con mình khổ đau hoài con à. Tùy con đòi thì mẹ trả, nhưng mà mong con nghe đạo hiểu, mẹ cố gắng mẹ tu, mẹ hồi hướng cho con. Từ cái tâm của mình chân thật tu nghe pháp, niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, bệnh đau vui trả hết, thì tự nhiên cái con quan gia nó theo, nó đòi nợ mình, nó nhẹ cái tâm xuống. Rồi từ từ nó buông mình ra, rồi nó đi đến chùa thấy cúng đít thực hoài mỗi ngày, cái nó ở lại đây nó tu để nó hưởng tài thọ thực, mỗi ngày tu hồi hướng để cầu sanh cực lạc. Đó, nó quá dễ. Hiểu không? Nên bây giờ mình phát động cái chương trình lên, mình thông báo lên nhiều người, bây giờ mình đi đến đây tu để cầu an cầu siêu cho người thân của mình. Đó. Nên 3 ngày, ngày 17 là thứ 6, 18 là thứ 7, rồi là 19 là chủ nhật bên hộ pháp bên đây, là ngày cuối cùng. Nó là 3 ngày giảng pháp 12 buổi, lại 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhiệt tình hết mình về đây tu tới cùng luôn, đem cái công đức này cầu an, cầu cho Phật quốc thế dân an, thấy không? Rồi cầu siêu cho tất cả những người chết chưa siêu thoát. Cái tâm này của mình, cái công đức nó thù thắng lắm. Nên ai mà không có tiền, bao tiền xe cho đi luôn, làm tớ luôn, hiểu không? Ông thầy ông dám tu, mình dám đến. Cái quan trọng là ông thầy ông lại muốn lộn mèo luôn. Thấy nhà nước lại thấy ghê chưa? Quá trời lại luôn. Mà lại mà lúc này còn chuyển nhiều tiếng nữa. Có những khi tiếng như bị đi. Nhất là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều. À, làm cho người ta vui vậy. Khi vui rồi người ta lễ được nghe. Chứ lễ bình thường thì bình thường, cái gì đâu. Nhưng mà tại sao Nhật Đức làm nhiều cái âm điệu cho quý vị cảm thấy nó sống động. Bữa đó Nhật Đức vừa lễ xong ra, gặp một ông thầy, ông nói nè, ông vỗ vai: thầy Đức, công nhận nghe, ông tôi thấy ông đặc biệt á. Ông dùng cái cách lại Quan Âm mà phương tiện thiện xảo thiệt. Tôi là tôi lại không có nổi đâu, mà tôi nghe ông niệm mà tôi lại hết 500 danh hiệu đó. À, nói rõ ràng mà, thấy không? Nhưng mà có những người thì người ta không có vừa bụng. Ta nói làm sao mà mình đi lại niệm gì, lại Phật Bồ Tát mà đi giỡn. Tôi đâu có giỡn đâu. Phật Bồ Tát thấy vui, thấy chúng sanh vui, Phật Bồ Tát mừng. Khổ nhất là Phật Bồ Tát thấy chúng sanh khóc, hiểu không? Nghiêm mà nó tu không nổi, mệt quá, nó tới 2000 lại đặng Phật Bồ Tát nó cho nó vui chút để nó tu. Mà quý vị coi công nhận không, vui mới tu chứ buồn ai tu. Đó. Nên nhiều người ta không hiểu quý vị. Cái đám cha mẹ người ta chết, cái tự nhiên người ta ra người ta hát ru. Ngộ ghê. Đã là chết rồi khổ mà chết luôn vậy mà còn ru nữa. Ra cái lễ: đời của cha mẹ mấy chục năm nuôi con, bây giờ cha mẹ đã chết rồi, phận làm con chưa báo hiếu được ngày nào cho cha mẹ. Làm cho người ta biết sao, người ta khóc te tu hết trơn. Cái việc làm này là quý vị làm cái kiểu này, quý vị nói là tốt hả? Tốt không? Vì làm gì là giống như là quý vị diễn trò thôi. Cái tốt nhất là quý vị niệm Phật á. Quý vị trong cái lúc mà cha mẹ mình mắc mình làm chuyện phóng sanh, mình mua gạo cho người nghèo khổ, giống như cái ăn huệ,
gia đình có hậu sự mà lại làm những điều thiện, điều tốt. Đây mới là lỡ. Quý vị đến bị ru, quý vị làm cho người ta khóc. Mà ngộ với chúng sanh nó lạ lắm. Làm cho khóc là giỏi. Còn chùa mình nó lại gì? Làm cho cười mới giỏi. Ai chọn cười đến đây, ai chọn khóc đi tìm nơi đó. Hiểu không? Nó những đức mà ra là không có bao giờ mà nói cái chuyện mà đi đi ru chứ. Thấy không? Cái thời cuộc này mà nói là cơm áo gạo tiền mà ngồi đó mà ru. Thấy không? Mệt mỏi dữ lắm quý vị ô. Thấy không? Ô. Hiểu chưa? Đó thì thấy không? Những đức ra mà nó phóng sanh hay gì rẹt 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 rẹt. Cái thời đại cơm áo gạo tiền. Cái gì nó cũng rẹt rẹt chứ ai cũng làm được. Phật pháp mà làm sao ai cũng được, ai cũng làm được nó mới hay. Thì thấy không, bây giờ thỉnh tượng Phật của chùa về, làm bàn thờ, đặt tượng Phật lên, lễ Phật thờ, rồi làm lễ phóng sanh, rồi từ đó về sau cứ như vậy mà tu, thì ai mà không làm được. Bây giờ quý vị thỉnh một người thầy về an vị tốt không? Tốt. Nhưng xong quý vị không tu có tốt không? Không. Về an vị làm đủ cách hết trơn, hoành tráng luôn. Xong quý vị để Phật lạnh lẽo không tu gì hết tốt không? Không. Còn thua quý vị lễ Phật một thờ, xong từ đó về sau cứ lễ Phật tột quà tột à, ai cũng làm được. Nó có khi mình không có quý thầy, mình không lẽ mình không làm được. Nên Phật pháp làm sao mà quý vị làm được á? Những đức đưa cái pháp cho quý vị làm được đó. Nó gia đình đều có ngôi tam bảo hết, rồi sáng tối dụng công tu đó. Khi nhà mình có tượng Phật á, lúc mình buồn buồn không biết tâm sự cùng ai, mình vô tâm sự với Phật. Vô nói: dạ thưa Phật, con tu mà có hổn lắm Phật à. Con vừa chữ thằng chồng con cái mặt mày mặt kia đó Phật à. Rồi con vừa chữ con trai con cái mặt mày giống thằng cha mày quá. Con thấy con tu mà con còn khẩu nghiệp lắm Phật á. Nhưng tâm sự với ai con thấy cũng khó xử. Con thấy tâm sự với Phật là thích nhất, vì Phật cứ cười hoài. Thấy chưa? Đó hay không? Rất là hay. Nó muốn nói gì nói với Phật đi. Hiểu không? Còn muốn tâm sự với người phải lựa cái người là một văn cao thủ. Cao thủ gì biết không? Cao thủ tiêu hóa rác. Ghê chưa? Buồn chán nặng nề trong tâm, muốn tâm sự thì phải lựa người có khả năng tiêu hóa rác. Còn nếu đưa cho một con người mà đi chữ rác thì đừng đưa cho họ, tội lỗi lắm. Vì nói cho họ mà họ nặng thêm nói làm chi. Nó còn đưa cho một người mà đưa xong là vào họ là rác, cho tiêu hóa sạch mà trở thành Phật pháp nữa mới hay à. Nên quý vị biết rằng cái tâm buồn của quý vị khỏi nói dòng do, quý vị chỉ cần đem câu Phật hiệu ra: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi quý vị đi về đây ngày Chủ Nhật sạch. Cố gắng đi, đúng không? Đó, cứ như vậy mà tu. Vì thấy không? Ngồi tính ra tiếng mấy rồi đó. Nó mà bữa nay mấy cái đoạn sau này mình nói là nó đi vào hơi sâu sâu một chút này. Mà đi vào hơi sâu sâu một chút đó, mà Phật pháp đó nghe, là bắt đầu là ngồi chứ. Mặt mơ rất mà vui thì lúc mà nói phải nghe Phật pháp sâu sâu chút rồi mới mãi ngồi chứ thằng. Mặt mơ ngồi ghê nghe. Lạ lắm. Thì biết cái căn tính mình chưa đó. Nhìn là biết căn tính mình là tu tịnh độ rồi này. À, thì đi đứng thẳng ngồi lại có Phật hiệu tuyệt vời chưa? À, hồi nãy gặp một vị thầy dễ thương. Thầy nói rằng là thích cái phương pháp tu này, và muốn dùng phương pháp tu để áp dụng lên chùa thầy cũng nhận thẳng được không? Xong những đứa nói một câu là sao? Thầy ở nhà thì áp dụng thầy tu đi, ở chùa áp dụng tu đi. Áp dụng tu xong có dịp đủ duyên thầy đến đây những đứa tu ăn. Rồi thầy đem về thầy hướng dẫn. Nói vậy là xong, có gì đâu. Mà nhiều sư tu hay miền ngoài bây giờ nghe phát triển đạo tràng là vừa vô đây tu ăn đem miền ngoài, bây giờ phát triển ở ngoài Vĩnh Phúc á, có ngôi chùa Bồ Đề ở ngoài cái này mà tự quá rồi đó,
Là vô đây tu ăn pháp đi gan, về địa chung lễ pháp đi gan luôn. Thì sao mình biết nói với thầy không? Mình biết nói là đơn giản lắm thầy. Thầy hướng dẫn người ta tu không phải là nó niệm Phật đi, không phải đâu thầy. Chúng nhân thầy lên thì nó chuyện chút với người ta về lễ phòng thờ. Thầy nói đơn giản thôi, không có gì khó đâu. Thầy tu sao thầy nói vậy? Thầy đi đâu thầy gặp cái gì thầy nói đâu. Mà nói thì sao mà thầy khéo léo cái lời nói của thầy, nó điều chỉnh lại chứ. Thì tự nhiên nó thành cái một pháp rất là hay. Thật sự mà nói quý vị, mình thiệt thà thì thua quý vị. Quý vị thích gì thích là chỉ đúng có cái gì nó thật. Nó thật thẳng thẳng mà nó thích. Thấy không? Còn những người nào ta thích không thích nói thẳng thì ta không đến. Còn thích nói thẳng thắn thì ta đến. Nó mà nói thẳng thẳng là nó vui. Chứ không phải mình nói bận chợ mà kiểu ngày xưa cũng bận chợ lắm nha. Ngày xưa cũng nói bận chợ lắm á. Ngày xưa nói là mặt rồi nhau rồi lại. Rồi mắt lòi rồi nha. Chơi ngày xưa thì nó mấy cái đĩa ngày xưa đúng không? Nhưng mà cái gì cũng cho nó cơ hội chứ. Thời gian điều chỉnh từ từ. Nên mình nhìn có mình thấy được và tự chùa mình thì đức nó cũng cảm ơn với cô. Nó đã ủng hộ thằng mình đó chưa? Giờ mấy cô ngồi mấy cô cười vui gì mấy cô chịu đắng ăn xôi khoảng thời gian dài. Chút chứ cũng trên pha chứ mà la lối sùm nhau mặt rồi. Ngày xưa đó nhiều cô nói thầy ơi chị thì chỉ cũng sợ quá. Tôi quen là tôi mà không chỉ là tôi không nói được luôn. Mà mình cái chỗ người ta giảng pháp nó chỉ nhẹ nhẹ đúng không? Còn mình bận chở mình giết người chỉ gì đâu. Chỉ ghê lắm. Mà cái tay gồng lê lắm vậy ơi. Mà ngày xưa mà mình thấy cô từ từ nói chuyện với mình. Nhìn đến thấy ngày xưa cái tay nó thô nó bự lắm vậy. Mà bây giờ tôi biết sao cái tay nó nhỏ rồi. Người mạnh mà tay lại nhỏ nó lớn hổ quý vị. Rồi hỏi ra cái câu hỏi chuyện nó điều chỉnh cơ thể của quý vị ơi. À, bây giờ mình nhìn thấy những cái ngày xưa nó khác quá trời khác luôn. Từ nhiều cái nói chuyện cái này này kia đúng là niệm Phật á. Từ từ điều chỉnh này. Nên những cái nói chuyện khác dùng có mặt điều chỉnh rất là đặc biệt chữ lắm luôn. Nên những cái nói mình là giảng chương. Ở nên mà giảng hoài. Người ta là giảng sư, người ta đi tùm lum. Mình giảng cư. Cư là ở nhà, ở chùa, bài gì đâu. Nên có cô đó, cô đến cô gặp. Dạ, tôi xin kính chào giảng sư. Những đức nói, tôi không phải giảng sư. Giảng cư. Đó. Ở chùa hoài vậy đó. Thấy không? Đó, nên vì sao? Vì tôi là thầy chùa. Thấy không? Tôi là chùa hoài vậy. Nói vậy thấy không mà bao nhiêu bà già mà vui như vậy. Nên những đức nói với thầy nghe đủ duyên với thầy cũng nên ở chùa nuôi người già anh. Nuôi 10 bà già, 20 bà già nuôi từ từ. Thì tương lai mình cũng già. Nuôi người già, thương người già. Mà chơi với người già cũng vui lắm nha. Như những đức bạn cũng như đức mà người mù 4-5 ngàn người mù. Ở cái chục ngàn người mù khắp nơi nơi. Mà đến có làm chương trình khiếm thị thì mặt đó 4-5 ngàn người mù. Bạn biết người mù đông ghê. Mà ngộ lắm, người mù không ai dành. Bạn người mù không ai dành. Ai mà đi dành người mù. Nhưng mà bạn mình là Phật tử giàu là có người canh. Ngộ ghê. Nó hộ pháp giàu giàu nhiều thì là có người ta canh mình. Nhưng mà mù nhiều thì nó mặc kệ bạn. Mù đem đi giàu. Biết chưa? Mà mộ thì người ta không biết đây là báo Phật. Các vị biết vị tổ chức cái chương trình người mù nuôi người già thấy có thương cái gì? Tại vì cái những cái thành phần mà xã hội bị giống như ít ai nhìn hết. Mình đang đem gì thì người ta mới nhìn mình. Ồ, biết gì chứ không hiểu chứ. Vậy thì coi những nước là một cái tên què què không có tiếng tâm. Nhưng mà bây giờ thành tiếng tâm là do cái gì đâu? Mù già nhắc từ đầu tiên. Hiểu không? Đó. Nên quý thầy để ý chỗ này đi. Cái thành công của nước này không có gì ghê gớm, nhưng chỉ có cái là mù già. Văn lết bắp cái thằng chết đem cho rớt luôn. Này nó ghê.
không? Ta thì tối ngày ta cứ nói là không có được nói câu chết. Còn những đứa nó không có ngày nào mà dưới 10 câu nói chết. Nói chết hoài. Tại vì tôi biết thế nào cũng chết. Nên thà nói trước để đừng có sợ chết. Được không? À. Những đứa nói thì nghe nghe. Nếu ai gặp mình mà nói chị thì nào chết, thì mình nói cảm ơn. Còn gặp mình mà nói chúc chị sống lâu, sống thọ, xuống. Cậu cậu này cũng giải là kỳ cục trận lắm rồi đã kỳ quý. Ông giải thích nghe sao mà kỳ cục trả. Em giải thích cho bà nghe. Bà không giữ không? Không giữ không? Bà có ham không? À, có hiếu không? Vậy thì nói bà gần chết rồi thì nhiễm sức rồi là điều chỉnh lại đi. Tốt. Mình gần chết rồi mà. Gần chết là giữ gì nữa giờ hiền đi. Gần chết thì cố gắng hiếu liền đi. Thấy không? Gần chết thì làm thiện đi thì nó tốt. Rồi cuối cùng sống lâu lắm. Còn sống lâu mà. Còn hiếu tình tù hiếu lắm. Thấy không? Cái xui thiệt nha. Mình không chịu làm thiện thì cái quả đó cái xui. Đó nên chùa mình cứ nói chết xuống. Bà già cũng chết là đây. Bây giờ chị coi 80 tuổi thọ không? Những đức nói như những đức mà nói là sống được mà nói 70 tuổi thì cũng mừng. Không biết được. 50 tuổi thì mê. Bây giờ cái gì đó thất thập cổ lây đi. Có người đã sống được 70 tuổi là quá dữ dàng. Bà già khác người ta 80. Nó không thọ lắm còn gì. Còn bà không như trước nữa thì hình như cũng 80 mấy. Còn bà trước nó 90 mấy. Sống vậy mà sống chi nữa. Hiểu chưa? Quá đủ rồi. Thấy không? Đó, nó nuôi người toàn là thọ gì không á. Đó. Rồi mai mốt mà tới đứa bé mà 11 tuổi thì nó là cái tấm gương quý vị nhìn thấy. 11 tuổi. Bình tĩnh. Không tìm bác sĩ, không tìm thuốc. Quyết định đi mặt sách thức lạc. Bé mình ngồi bụi bụi gì? Ngồi bụi gì? Ta thấy không? Già có con thích có. Để cho quý vị thấy rằng trong cuộc đời này nghe. Tuổi nào cũng muốn chết là chết rồi. Đến lúc chết là chết. Nhưng những đức bây giờ ai biết được một chút chết. Ta ngồi đây giảng pháp bằng âm. Lễ Phật xong đi về. Tự nhiên đi ngang cái cây nó nhả xuống. Cái cành cây rớt xuống trúng ngay cái đầu. Quen được rồi. Thọ mạng đến. Cái người mà thọ mạng chưa đến quý vị sẽ hơn bằng cái rầm bay 20 thước dắt cái cây cái rầm dội ra nước xuống hầm cái rầm lội lên thường ra. Thôi ơi thọ mạng chưa hết mà chị thấy những người mà thọ mạng chưa hết thì ghê giống như gần chết không chết. Có những người thọ mạng đến ngủ một đêm chết queo. Hôm qua còn đi uống cà phê đi nhậu ăn uống đi nói chuyện ngon lành vậy mà ngủ đêm sáng mai chết queo. Vì sao? Thọ mạng đến lúc chết. Chưa? Có những người giàu thiệt là giàu tiền bạc quá nhiều gỡ ngân hàng đứng tên đất đai tùm lum tự nhiên chết một phát đóng bạc luôn chưa có giàu có gì hết chết đứng là hết dính là hết luôn nói gì thấy chưa có không có. Nói đó nghe gì đó rồi là tự nhiên trong lòng của mình thấy mở cái tâm ra liền đúng ra bữa nay đến thì cũng 200 ngàn nghe mày nói xong mất cái rẻ 2 triệu nè thả luôn mày chết thì hầu cũng liền chưa tự nó đó đây là mở liền mở tâm liền phải không mà cái tâm rộng đó họ nó kéo dài thì phước nó tan. Giống như dầu sống hết mà trong dầu vô sao tắt đèn. Nên cái người bị phước tăng là thọ mạng kéo dài. Con người bị phước hết là chết. Giống như dầu hết là đèn tắt. Điện cúp là đèn tắt đúng không? Đó, nói đúng quá mà. Được quá. Đó thì thấy không? Nghe nó rất đơn giản. Nghe đơn giản như là đang giỡn. Nhưng sao nó đúng thì quý vị. Nó lại đúng.
vì cuộc đời của người ai cũng chết. Vì mà sao nắng vui buồn chi hả? Buồn chi hả? Bây giờ chồng bỏ anh vợ bỏ gì cũng phải sao? Ông em giờ mình nói cũng bỏ tôi đó. Bây giờ các em đặt cá cho thầy hơn thầy ạ. Con cám liễu cuộc đời con thầy ơi. Con định tâm tổ con sợ mở không được. Con định nhảy sao bụng sợ cũng rút bình thường vô thầy ơi. Thấy không? Thấy là vô duyên chứ. Vô duyên không? Bây giờ bỏ con bỏ rồi. Tại sao không sống cho vui? Vui có khi người ta còn ngưỡng mộ mình. Nó bỏ mình mà. Mình đi khổ chí. Đó. Chồng nó chê mày xấu. Xíu mày đẹp. Bây giờ nhìn mày đẹp mấy con như khỉ già. Con ra ngoài thấy nhiều em đẹp đi. Bỏ mình. Buồn quá. Đừng buồn. Đừng buồn. Đừng buồn. Đừng buồn chí. Đâu. Có nơi rồi. Có nơi rồi. Đến đây tôi tốt để chứ. Chồng bỏ chồng dê vô xem xét mà vô đây tôi tút cho anh chạy vô rảnh rỗi không biết câu rảnh rỗi không vô đây là rảnh rỗi anh nghe hay để học chứ không biết gì khác nên rảnh rỗi tâm trí rảnh rỗi luôn chỉ một thời gian tự nhiên người cho anh chị mặt mặt mày hồng hào đẹp à à à hiểu chưa đó. Từ nơi đó bây giờ quý vị coi ngày xưa chúng ta còn trẻ chồng chúng ta thấy không con ngu chim dê chồng là con ngu còn mình là chim chia sẻ thì con chim ngu này đến nó kêu chim 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 nó đem một cái lồng đấy thấy không chim 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 chia sẻ ơi chia sẻ bay vào đi chia sẻ. Cái mình tưởng đâu là ngon, cái tưởng đâu là son nó mà. Đây là tao nói là dễ hiểu nha. Mình vui. Rồi xong nó bay vào mình giỏi vàng, mình không xí nghiệp cái gì. Rồi mình bay vào cái lòng son nó lòng này đẹp lắm, chia sẻ. Lòng vàng, nó chia sẻ. Cái mình bay vô lòng úp lên. Vậy mà nó đem mình đi. Trải qua thời gian dài như vậy. Đến lúc nó mở lòng ra, nó nói mày bay đi, chia sẻ bay đi. Bao nhiêu năm nay mày trong lòng mà chia sẻ thôi quen rồi quen ở trong lòng thì con cúc cu này nó nói là ở bên ngoài còn rất nhiều cái đẹp mày nên bay ra khỏi lòng này đi chia sẻ nó nói như cúc cu quen rồi. Như vậy mà đến lúc cúc cu nó phải đuổi con sẻ thì đi quen không cho ở nó đuổi ra khỏi vị trí cái lòng mà con cúc cu nó đuổi xong con chim sẻ nó dặn ở xung quanh cái lòng để nó nhìn cái lòng để nó buồn nó khóc nó không biết đi về đâu vì thời gian ở trong lòng lâu quá biết đi đâu đấy. Có một ngày nọ được chưa? Có một con chim xe sẻ bạn đến thăm xe sẻ bị bỏ rơi. Thôi có gì? Theo thẻ nói với con xe sẻ bị bỏ rơi này là có một nơi dưỡng xe sẻ tốt hơn. Nghe không? Có một nơi dưỡng xe sẻ. Con chia sẻ đi đang buồn chán quá, không biết đi về đâu. Nghe như vậy vui quá, vui quá. Hỏi ở đâu? Nó ở Hội An. Chưa. Cái chuyện này đặc biệt vô cùng. Từ nơi đó thì có một đoàn xe chở chiến xe sẻ. Nếu ở thành phố thì gặp những đoàn diệu sư.
chuyển rồi thì kia rồi là chiên chở xe xẻ. Nguyên một cái đoàn xe đi mà thật sự cút cu không có mấy con. Là ta làm xe không thể. Bây giờ quý vị hãy nhìn một cái hậu cút này đi. Quý vị coi cút cu được mấy con. Trời ơi, một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm hàng, sáu hàng, và chỉ có nửa hàng dài. Cút cu thì coi bao nhiêu thôi. Con nhìn xuống đa hoàng là xe xẻ. Thấy chưa? Các vị biết rằng xe xẻ bây giờ rất thích gì được làm, hiểu không? Nó bây giờ chán về hộ pháp. Về hộ pháp đây bây giờ là một điểm tiếp dẫn cho xe xẻ gì được làm. Đó, thấy chưa? Thấy không? Không? Và cái hoàn cảnh ở đây nó càng ngày nó càng chặt chội. Nên hòa thượng mình nghĩ rằng bây giờ phải mở một cái trạm để tiếp dẫn xe xẻ nữa. Thì cũng hòa thượng kêu những đức quan đại tùng lâm để phát triển một điểm tiếp dẫn sẵn sàng, và cuối cùng cũng đâm nữa hòa thượng nói là đức à con phải lập cái một cái trạm để tiếp dẫn bự hơn vì xem sẻ bây giờ quá nhiều à. Thấy chưa, bắt đầu vừa mới xuất hiện nghe bắt đầu là nhờ ào ào mới đây là hơn bốn trăm mình đã thấy không các bạn? Thì vì thấy một câu chuyện kể mà vừa bắt đầu mà vừa làm cho nhiều người người ta mới suy nghĩ. Nhiều người người ta hỏi, người ta không biết, người ta nói là cút cu là cái gì vậy? Cái gì mà không biết thì cút cu là cái gì? Cút cu là cái chồng bà. Là không là cút cu. Bà hỏi xe xẻ là gì? Xe xẻ là bà. Nhiều bà ủng hộ là nhắn tin hỏi cút cu là gì đó. Con làm cái bà đó nhắn tin hỏi thầy ơi, con đi xa xứ Việt Nam lâu rồi, con không biết cút cu là gì. Thì nó hỏi bà là xa xứ lâu quá thì tôi nói thẳng cho biết, tôi nói cho bà nghe tôi là cút cu nè. Đúng không? Tôi phải hiểu chứ. Tôi bắt hỏi là thầy ơi, như vậy xe xe là ai? Thì tính nói bà là xe xe đó. Giống như một dĩa bánh để trên bàn, mọi người cứ cứ hỏi qua hỏi lại là bánh này ngọt hay là hay mặn hay đắng, mình nói ăn đi là biết. Cứ nói dòng vo hoài mà không chịu ăn nha. Bây giờ muốn biết câu Phật hiệu lợi ích cỡ nào thì niệm đi là biết, đúng không? Quá gọn. Quá dễ hiểu. Giống như chúng ta, như bản thân Nhân Đức, từ khi vô chùa gặp Pháp Môn niệm Phật tới giờ niệm Phật hoài vậy đó. Trải qua thời gian mười mấy năm niệm Phật hoài vậy đó. Nhiều người nói làm gì mà Ai với Đà Phật hoài không biết. Nhân Đức nói niệm Ai với Đà Phật có cơm ăn đầy đủ mà không niệm. Mình đi Đông Tây Nam Bắc cũng gì kiếm cơm ăn, bây giờ mình đi Phật có cơm ăn là được rồi ha. Bây giờ mình đi tu mà có thể hướng dẫn ta tu được thì niệm Ai Di Đà Phật hướng dẫn tu được rồi nè. Rồi bây giờ mình đi xuất gia mà bây giờ mình có được ngôi chùa, thật sự nhiều người chúng ta cũng mong mình có ngôi chùa chứ, là cái nhà của mình ở mà, đúng không? Vừa mình ở được mà vừa mình hướng dẫn ta tu được. Giờ niệm Phật thôi, có chùa quá trời luôn nè. Sao không niệm đi? Thế thì công nhận không? Nhân Đức giờ có tiền cũng không xây chùa được. Vì mà niệm Phật không thì chúng ta lại có duyên gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng ngày có duyên xây chùa.
Thì ngày xây hết rồi, mình vô đó mình ở. Rồi lúc nào chùa hư mình nói hòa thượng nó chùa hư. Thân sửa chùa. Mình thì nuôi con người, hòa thượng thì xây chùa. Hòa thượng thì sắp xếp là điểm nào xây dựng rõ ràng, những hàng đó. Nếu đi qua chùa mới vậy đó, hòa thượng sắp xếp sẵn. Những đức có biết gì đâu. Những đức chỉ hướng dẫn vì niệm Phật thôi, còn hòa thượng thì ngày sắp xếp. Xây chùa hàng lối làm sao, đúng không? Rồi mình thì bản thân mình chỉ cần hướng dẫn cho ta tu được, nhiệt tình. Thì mười mấy năm nay chỉ có niệm Phật thì thấy rõ ràng là niệm Phật có lợi ích rất là lớn. Niệm Phật lợi ích rất là lớn. Chỉ cần nhận thức được vậy thôi. Thì câu Phật hiệu này mình niệm mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chắc chắn không bao giờ bỏ cuộc. Cả đời niệm không bao giờ bỏ cuộc. Ai có nói gì mặc kệ người ta, mình không lẽ không cảm giác được điều này. Thí dụ như mình làm một cái nghề gì đó, cái nghề này đã mình làm mà mình không biết cái nghề này mình làm sao hả? Thí dụ như món ăn này là mình ăn mình nói ngon, người ta nói không ngon, mình nói không ngon là kệ mày, tao ngon. Đúng không? Không lẽ mình không biết cái bánh này mình ăn ngon hay dở nữa hả? Còn mình nói niệm Phật là tốt. Có người nói niệm Phật không chưa đủ đâu. Mình nói mày không đủ kệ mày, tao đủ. Được không? Có quyền chứ. Đúng không? Đâu có cái luật nào mà đưa ra rằng là ông tu chưa đủ ông phải tu thêm. Không. Tôi như vậy là đủ. Ông chưa đủ ông muốn thêm kệ ông. À, chúng ta mỗi người có cái quyền tự do đó mà à, nên từ nơi đó quý vị thấy bản thân mình làm một việc đó, tu cái môn đó, ăn cái món đó mà mình còn chưa cảm nhận được. Cũng như những đức cảm nhận mười mấy năm nay, bây giờ ai nói những đức mà dao động được. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng này nói rằng quý vị đã tin pháp môn Tịnh Độ này rồi, thì dù Đức Thà Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xuống ngày nói ta có một cái pháp đặc biệt hơn trao cho con, chúng ta đảnh lễ ngài ba lại, quỳ lên nói rằng con đã nghe lời ngài niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc rồi, ngài để cho con tròn tâm nguyện này, mô Phật. Đúng không? Phải tin đến cái mức như vậy đó thì mới có cảm giác được. Nên chúng ta có cảm giác với cái đề học này nè. Muốn biết câu Phật hiệu lợi ích cỡ nào thì niệm sẽ biết. Bây giờ chúng ta nói nó lợi ích dữ dằn, mà nói quá trời luôn mà người đó chưa niệm sao cảm giác được. Đúng không? Giống như một con người trải nghiệm qua cái khổ sẽ hiểu về cái khổ. Con người trải nghiệm qua cái giàu sẽ hiểu về cái giàu. Con người từng ăn xài sẽ hiểu về ăn xài. Con người từng đói khát sẽ hiểu về đói khát. Mỗi một con người chúng ta sẽ cảm giác được những cái mà mình đã từng trải nghiệm qua. Đúng không quý vị? Nên từ nơi đó mà mỗi người mình phải lập trường cho mình một tư tưởng chuẩn luôn. Vậy thì con đường đi quý vị nó mới có kết quả. Cái khổ nhất là chưa làm mà hết người này ý kiến tới người kia ý kiến mà dao động. Chưa làm gì hết á. Hoặc là sao? Chưa bước được bước thứ nhất mà cứ muốn là bước cái bước thứ 10. Sao được? Chúng ta nó phải có thời gian. Đó. Nên á, mỗi một con người mình á, cái gì mà mình đã chọn lựa là chọn có một tiêu chuẩn, nhận thức cho sâu sắc. Thí dụ như bây giờ mình nhìn nhận ông thầy này, ông đơn giản quá. Ông cũng không học thức gì nữa. Lúc bình thường tôi đi đến chùa tôi thấy ông lúc ngồi phía sau thì thấy ông ngồi chia sẻ Phật pháp đắp y vàng khè, nhìn thì hình bóng ông thấp thoáng đâu đó, mắt không ra mắt mà mũi không ra mũi, miệng không ra miệng, nghe ông nói ông mỏ nhọn miệng rộng, tôi nhìn từ xa thì thấy hàm răng. Xong rồi tôi đi về chùa cũng mong gặp ông có làm sao. Có lần tự nhiên rồi bất chợt tôi gặp ông chạy xe đạp.
Ta đạp nhau xíu xíu. Hồi sáng gặp hai cô, Nhật Đức đang chạy xe đạp đi ngang, phớt ngang rồi Nhật Đức nghe hai cô nói một câu nhỏ xíu, thấy thầy chạy xe đạp thấy cưng ghê. Cho mấy cậu nghĩ như cậu nói Nhật Đức không nghe, nói nhỏ xíu cũng nghe luôn, ghê thiệt chứ. Mà mình đang chạy dọc đường tự nhiên mình cảm thấy hãnh diện ghê nghe. Tại vì tao thấy mình, tao nói mình thấy cưng thì mình mừng chứ sao. Chừng nào mà tao nói mình thấy ghét, mình thấy buồn. Thấy mình thấy ghét quá, thấy buồn, đúng không? Mà tao nói thấy cưng là mình thấy mình hãnh diện, mình thấy vui. Mình tu thì sao mà tao thấy mình, tao thấy cưng là được rồi. Còn tao gặp mà tao kêu cưng 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 là cũng ngon rồi, đúng không? Bởi vì cứ nghĩ đi, người ta cưng mình mới dạy người ta được. Chứ người ta không cưng mình sao dạy. Hiểu không? Đó, bây giờ quý vị coi, bây giờ chùa ai cũng quý thương Nhân Đức, thì Nhân Đức mới nói chuyện người ta nghe. Còn nếu người ta không quý thương mình, sao mình dạy người ta nghe đây? Mình có nói hay cỡ nào mà người ta gặp mình người ta chốt. Người ta gặp mình người ta chốt, sao mình dạy? Cái nguyên lý là người ta thấy thương mình, mình mới dạy người ta. Không lẽ quý vị về đây bị ghét Nhân Đức, bị dây làm gì? Không lẽ nhìn mặt cái người mình ghét mà đi, mình đi đi đường xa xa xôi mình đến đây mình nhìn mặt, mình phải thấy thương mình mới đi tìm, đúng không? Đúng không? Cái tình thương ở trong cái cuộc đời này á, mình thương chồng, mình thương con mình, nó là tình thương khác. Mình thương thầy là tình thương khác. Nó không có dính dáng vô chồng, không dính dáng vô con. Nó không, nó tình thương, nó đa dạng tình thương. Đó. Cái tâm mình nó rộng lớn. Có khi mình chỉ thương chồng, thương con, thương nhà mình thôi, thì cái tình thương mình nó ở trong một cái vị trí nó quá nhỏ bé. Mình mở rộng ra có nhiều tình thương nữa thì con người mình tâm nó mới bao la. Và khi cái tâm nó đã bao la rộng lớn thì những cái sự buồn khổ trong cuộc đời nó đâu có chỗ dựa. Cái chỗ dựa của cái buồn là nó nằm ngay cái chỗ hẹp hòi. Nên buồn nó dựa ngay hẹp hòi, ích kỷ nhỏ mọn. Còn cái tình thương mình nó bao la rộng lớn thì chỗ buồn nó không có chỗ dựa được. Nó đi đến cái người nào hẹp hòi nó dựa. Hiểu chưa? Đi đến cái chỗ hẹp hòi nó dựa. Ngày xưa vì sao mà Nhân Đức chưa tu, Nhân Đức buồn hoài. Đi đâu cái mặt cũng. Nên mỗi lần đi đâu á, chỉ cần đi ngang người ta, người ta tránh. Tại vì sao cái mỏ nhọn quá mà nhâu chu ra quơ ngang trúng cái mặt người ta làm sao. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà ta tránh. Đó quý vị thấy, nhâu là người ta sợ rồi. Mình thấy cái người nào mà cái mặt cái nhâu nhâu là mình biết cái người này nó keo. Quý vị sẽ, không cần nói biết xem tướng xem gì, nhìn mặt mà đi đâu cũng là keo kiệt, chứ không nói dòng do gì chứ không có rộng lớn đâu. Đây là cái mặt tiền, đây là cái đường mặt tiền. Mà cái đường mặt tiền mà nó nhâu lại là cái đường này nó nhỏ quá là keo chứ gì. Đây, từ mũi đi lên là trung tâm, là mặt tiền. Mà muốn cho nhìn con người mà rộng rãi là con người bình thường, phải mở ra bình thường chứ làm gì mà đi đâu cũng. Nên con người chúng ta có thể chuyển được cái tướng hẹp hòi, chuyển được cái nghiệp mà thiếu phước bằng cái tâm mở ra. Khi cái tâm mình mở ra là mình ít bao giờ nhâu lắm. Con người mà thường đi đâu cũng nhâu nhâu cái mặt lại là biết con người này có nhiều tâm sự, nhiều nỗi buồn, nhiều thứ nặng nề, thần kinh căng thẳng. Những Đức nói quý vị mà đi đến đây viết á, là cái mặt tiền quý vị mở rộng ra. Thấy chưa? Mặt tiền mà mở rộng ra là quý vị làm ăn phát đạt, không nói vòng vo chứ, nghe chưa? Đã chỗ mặt tiền mà không chịu mở rộng ra cho nhiều người ta biết đó. Nên á, từ hôm nay gặp Nhân Đức đừng có nhau nữa, đừng có nhau nữa. Dẹp đi, nó làm cái gì mà ai đâu mà ăn uống giành giật gì đâu mà cứ nhìn thì bình thường đi, đúng không? Bình thường đi dễ thương biết mấy, đúng không? Tự nhiên thấy sợ ghê, thấy không?
Đó, nên từ nơi đó người ta thấy mình gương mặt khó chịu, người ta sạp, tránh mình. Mình đừng có nói gương mặt mình khó chịu là để mình quản người ta, để mình cai trị người ta. Không phải, bậy quá. Làm cho người ta sợ hãi mình làm sao cai trị người ta. Bất cứ một triều đại nào hung tàn thì sẽ có người đứng lên để mà giải quyết vấn đề mình. Tại vì mình hung tàn phải có người giải quyết vấn đề mình, để người ta giữ lại cái trạng thái tốt cho người khác được nhờ. Còn nếu như một triều đại nào mà có người ta tốt, thương yêu con người, giúp con người, hài hòa với con người, là triều đại đó sẽ tồn tại được lâu dài. Nên mình sống trong cái cuộc đời này quý vị, chúng ta đều mong muốn con người đến với mình một cảm giác rất nhẹ nhàng, thì mình hãy đến với người ta một cảm giác rất nhẹ nhàng. Mình đừng bao giờ luôn luôn chi cầu cái tốt đến với mình mà mình lại quên đem cái tốt đến với người ta. Nên Phật Pháp nó nhìn về mặt trái, nó chuyển thành mặt phải. Nó nhìn từ mặt phải để nó tăng tiến mặt phải lên. Cái điều này mình học Phật thì quá đặc biệt. Nên cái pháp môn tịnh độ này là một cái pháp môn nhân sinh. Nó mình áp dụng cái câu Phật hiệu trong cái cuộc đời mình cảm thấy nó yên ấm dữ lắm. Thật sự đó, những đức có thấy Phật tử về chùa mình, như hồi sáng gặp chú Tâm Nhiên nói một câu, công nhận mấy cô Phật tử về chùa mình, mấy bả gì đâu mấy bả rảnh, công nhận. Tối ngày thấy sao chương trình nào của thầy mấy bả cũng đi được, hay thế ghê. Chú Tâm Nhiên ông nói thật lòng, ý ông nói là mấy cô niệm Phật mấy cô có phước. Mấy cô làm sao mà thấy mấy cô tự tại quá, đi được đi về chùa, được sinh hoạt chúng cũng có. Có nghĩa là chương trình nào là có mấy cô xuất hiện à. Mà trong khi người ta mà nói tới chuyện đi chùa là người ta nói người ta không có thời gian rảnh. Còn mình tại sao mình niệm Phật mà được cái phước đặc biệt như vậy, được đi, được ở chùa. Về nhà thì không biết có trở ngại gì hay không, mà trước nhất là thấy mình thoải mái, được đi về chùa, đúng không? Là cái này là chú Tâm Nhiên ý là ông mừng giùm cho mấy cô. Mà ông nói cái câu rất là thật, ông nói mấy bà này bà rảnh, công nhận. Ý ông nói là tự tại ông nói, mà ông nói câu rảnh. Tại vì cái câu mà cái sự diễn đạt của cái câu người ta mà mình không hiểu mình buồn á. Nhưng mà những đức nói ra là cho quý vị nghe là ý ông nói là mấy cô tự tại. Có nhiều người trong gia đình mình người ta kêu réo họ đi tu, họ nói họ bạn này bạn kia bạn nọ, không giờ đi chùa được. Vậy mà cái vàng mà đi về chùa mình ai cũng vậy, thấy tiện lợi, được đi về chùa lẽ ra à. Rồi ngày chủ nhật lễ lộc ở xuyên suốt trong chùa, một năm mà tính ra mấy bà ăn cơm chùa thì biết bao nhiêu nói. Thấy chưa? Nhân đức nói thật nghe, từ khi mà Nhân đức được ăn cơm chùa tới giờ là quý vị nhìn Nhân đức nó đẹp hơn ngày xưa à. Nó thật lòng luôn á. Tại vì cái hạt gạo Tam Bảo mà cái tâm mình có tâm tu, mình nhận hạt gạo Tam Bảo nó đặc biệt lắm. Còn cái tâm chưa có tâm tu mà nhận hạt gạo Tam Bảo, từ từ nó tu, hiểu chưa? Còn cái đã có tâm tu mà nhận hạt gạo Tam Bảo thì càng ngày càng tu. Tại vì sao? Cái hạt gạo Tam Bảo là cái hạt gạo của thập phương cúng dường. Mà mình nhận hạt gạo đó mà mình niệm câu Phật hiệu, một cái chắp tay, một cái nụ cười, nó cảm giác cũng kết duyên với thập phương bá tính. Nên cái phước duyên của nhận hạt gạo Tam Bảo nó phước lớn lắm. Mà cái tâm hoan hỷ mà mình ăn cơm Tam Bảo thì tự nhiên con người mình càng ngày càng đẹp. Những đứa thấy những đứa ngày xưa nhìn giống như cô hồn, xấu xí, nhìn thấy ghê lắm. Chụp hình mà giống như mình thoang thoáng từ đâu xa à, biết rồi quý vị. Chụp hình với người ta mà như mình thoang thoáng từ đâu xa, giống như ở trong sương mù bao phủ vậy. Là quý vị biết giống Hương Linh á, mờ mờ vậy. Rồi nhìn thấy mình là thấy cái miệng đen thui à. Quý vị coi mỏ nhọn, miệng rộng mà môi lại đen, mà răng lại trắng. Thì tự nhiên á, nhìn cái là thấy cái miệng với răng mà không thấy lỗ mũi rồi mặt. Thì thấy không? Thấy Hương Linh này, Hương Linh có dạng, cái dạng Hương Linh cũng đáng sợ, hiểu chưa? Chứ không phải Hương Linh bình thường. Vậy đó mà nhận của Tam Bảo và niệm Phật. Mà quý vị thấy bây giờ thì thấy cũng được. Thấy không? Mà có những người nhìn nó thấy cưng được đấy ta. Thấy chưa? Có khi mình về mình cũng soi gương nghe, mình nghe vậy mình về cái mình đứng ngay cái gương mà làm nè.
Hiểu không? Quý vị thấy những gì những Đức nói, quý vị thấy nó có cái gì cao xa không? Mà còn hơn là danh hài nữa. Từng nào cũng về cười mà không về chịu không nổi. Không về chịu không nổi. Thế sao? Rất là đơn giản, rất là tự nhiên. Vì cái tự nhiên đó mà ăn khách. Quá tự nhiên, hiểu không? Có những câu nói ra vô cùng tự nhiên mà làm người ta cười vui vẻ ha. Mà quý vị biết rằng cái câu cũng là câu quen. Phật A Di Đà Phật. Thật sự quá hay. Cười là viên thuốc trị bệnh buồn, mà buồn là viên thuốc trị bệnh cười. Hiểu không? Nên tất cả những người nào thất tình, nào bị chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ, nói tóm lại là những người đang khổ đau trong cuộc đời này, hãy sắp xếp thời gian đi đến đây một chuyến đi. Biết đâu đi đến đây một chuyến tự nhiên về cười hoài sao? Có cái bà đó anh nói, con ngồi con nghe thầy giảng ở nhà, xong rồi đóng cửa lại, tại vì con biết con sẽ cười dữ lắm. Chồng con bất chợt nó vô á, thì nó thấy, nó tưởng đâu con bị khùng, nên con đóng cửa lại, con cười cho thả ga. Tại con nghe thầy nói là cười là viên thuốc trị bệnh buồn, nên con cũng cố gắng con cười. Mà thật sự con nghe con mắc cười dữ lắm thầy ơi. Rồi xong rồi con cười, quá trời cười. Chồng con nó không vô được mà nó đứng, nó đưa cái lỗ tai ngay cái cửa nó nghe. Nó nghe làm gì mà cười suốt, cười mà cười kỳ cục. Rồi xong á, khi mà con đi ra nó hỏi, tôi thấy mẹ thằng Tèo viết ở bà hình như có vấn đề. Bà làm cái gì mà bà vô trong phòng mà đóng cửa lại, rồi bà cười trong đó vậy? Thì bà này bà nói một câu, nó là uống nước nóng lạnh tự biết ông ơi. Trời. Cái ông chồng hỏi, vậy thì bây giờ bà đang uống nước nóng hay nước lạnh? Cái bà nói là tôi đang uống nước mát. Trời. Trả lời câu dặn hay ghê vậy, hiểu không? Tại uống nước mát lúc nào nó cũng vui, hiểu không vậy? Nên quý vị thấy về đây tự nhiên con người mình nó cảm giác như nó vui, nó thoải mái. Rồi tất cả những cái gì nặng nề trong lòng mình nó gác xuống. Mà khi mình gác những cái thứ nặng nề trong lòng mình xuống thì nó giúp cho cái thần kinh mình nó nhẹ nhàng. Nó giống như là một cái năng lượng để tích tụ lại, giúp cho cái hệ thống thần kinh của mình nó tỉnh lại. Một con người mình á, mà khi hệ thống thần kinh mà tỉnh được là nhờ cái năng lượng. Mà giúp cho cái hệ thống thần kinh mà tỉnh rồi, con người mình giải quyết vấn đề rất dễ ở trong cuộc đời này. Quý vị biết rằng Phật dạy mình nhìn thấu thì buông xuống. Nhưng mà mấy ai nhìn thấu được cái cuộc đời này mà buông xuống? Phật dạy mình tu hành là để giác ngộ. Nhưng đa phần chúng ta thấy gì ngộ ngộ mình giác. Nó thật sự nó ngược lại không à. Nó rõ ra là những gì Phật dạy là mình làm ngược lại không à. Nên mình khó giải thoát lắm. Nghe không? Nhưng mà thôi, bây giờ hôm nay chúng ta phan hãy nói những gì sự cao xa quá. Miễn bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta được cười cũng là thấy nó quá vui trong cuộc đời này. Hiểu không? Đó. Rồi từ nó những cái việc nho nhỏ này mà nó bắt cầu cho mình tiến tới cái chỗ giải thoát. Rồi từ từ cho giúp cho mình nhìn thấu. Bây giờ người ta hỏi mình đi học đạo lâu vậy có nhìn thấu được gì chưa? Nên mình nói rằng miếng vải che ngăn mắt mà con chưa nhìn được làm sao thấu. Hiểu không? Đó, vậy coi mình đừng có nói gì cao xa làm chi. Chỉ cần mình học đạo mà mình hiền bớt. Ngày xưa mình dặn người, mình dặn cả tháng. Bây giờ mình tu từ từ, mình dặn còn có 10 ngày. Nó cũng giảm bớt 20 ngày rồi. Quý vị thấy là đã có kết quả rồi còn gì? Thì từ 10 ngày nó giảm còn có 1 ngày. Rồi từ 1 ngày nó giảm còn có 1 tiếng là quý vị tu có kết quả. Nhớ nghe. Nó
Còn nếu như mà lúc trước mà dặn người ta một tháng mà bây giờ tu viết mà dặn ba tháng thì bị thua, nó thất bại hoàn toàn, nó thiệt luôn á, quá thê thảm. Những đức nè, ngày xưa làm việc chung với một người nè, dặn nhau 3 năm, đứng sáng bên cùng làm chung, không nói một câu, dặn nhau 3 năm mà đưa lên quy tắc là tôi làm trưởng, ông làm phó, tôi chỉ đạo lúc công việc là làm, còn ngoài công việc không nói một câu nào hết, chuyện ai nấy làm, không có ngồi chung với nhau luôn, không có bao giờ nói chuyện nhau câu nào hết. Nhưng vô công việc, đây là công việc chứ không phải là cái chuyện tôi với ông, đây là công việc làm, nên á cứ như vậy mà sống. Vậy mà 3 năm chờ đứng gần kế bên, không nói chuyện một câu nào hết. Rồi tới Tết thì mạnh ai nói gì, không có chào hỏi nhau tiếng nào hết chứ. Chịu 3 năm như vậy. Vì vì biết cái tính người Nhà Đức cũng dặn dai ác đạn à. Khi Nhà Đức chơi chung với ai thì bình thường lắm, nhưng mà khi mà cái gì không vừa bụng nhau, Nhà Đức nói thôi nghỉ nói chuyện đi. Như một câu rất đơn giản nhưng thật sự là nghỉ nói chuyện, không nói chuyện nữa, nghỉ chơi luôn vậy đó. Rất là rõ ràng. Vậy đó mà con người này bây giờ đi tu lại nuôi được người già, mấy vị biết nuôi người già thì cũng đâu có dễ đâu. Người già thì tính này tính kia tính nọ đủ chuyện tối ngày, hết chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ. Thí dụ như vừa khen mấy bà niệm Phật tơ giỏi, vừa ngồi Phật tử khen mấy bà cụ niệm Phật giỏi, thì bà đi tới mình thấy, thấy cái mồi thấp thoáng là biết có chuyện tới. Mấy cô mấy chú chưa kịp cản ngăn thì bước tới, xong tới nói thầy xử với tôi chuyện này. Thì trước mặt bao nhiêu Phật tử người ta ngồi, nói cái gì thầy, nói bà này bà trợn. Bắt đầu mét cái gì, thầy xử cho tôi, cái quần tôi phơ mà bà lấy lộn, mới nói quần bà. Không đơn giản quý vị. Những cái chuyện mà quý vị thấy nó rất đơn giản, nó rất bình thường, nó gọi là không cần gì phải nói chứ, hiểu chưa? Vậy mà bà lôi ra để cho mình phải xử. Như đứa từng kể cho quý vị nghe đúng không? Nó, bà lỡ bà nói bây giờ thầy xử đi, cái quần này của con, bà nói quần bà. Bà kia bà nói cái quần này của con, bà nói quần bà, thầy xử đi. Cuối cùng những đức nói quần của tôi. Tất cả đồ đạc đây tôi mua hết thì quần tôi chứ không có quần của ai chứ. Tôi tịch thu cái quần này lại, hiểu không? Giờ tôi không đưa cho bà nào hết trơn á, mà tôi tịch thu cái quần này, rồi tôi mua mỗi cho bà, mỗi cho một bà một cái quần, được chưa? Bà nói cảm ơn. Thấy không? Không đơn giản quý vị. Đó. Bây giờ nếu quý vị ngồi để bị phân tách cái quần, mất thời gian quá trời luôn, thấy không? Đó. Nên quý vị thấy trong cái cuộc đời này kêu chúng ta nhìn thấu, nhưng mà khó nhìn thấu để buông xuống đó quý vị ơi. Có một bà cụ trong chùa mới mất. Hồi đó giờ tính ra khoảng 9 năm nay Nhà Đức không có thấy bà cụ nào trong chùa mình mà tình trạng này. Có đúng bà cụ này, con bà tặng cho bà cái mền. Bắt đầu khi bà mất, bà mới mất đây nay 21 ngày rồi. Thì bữa kia mấy cô đem cái mền đưa cho bà già kia đắp. Tối 12 giờ phía bà về, bà đứng ngay cái chỗ đầu nằm, bà gọi bà này, bà đòi mền. Trả mền cho tôi. Gió thổi mây bay vì bà kêu. Bà kia bà đang ngủ 12 giờ phía, bà sao hết hồn mà chờ. Cái gì? Mở mắt ra à. Trong mơ quý vị, cảm giác như trong mơ quý vị. Vô giấc mơ mới gọi. Sáng bà này sợ quá, thấy rõ ràng luôn, thấy bà mới mắc 21 ngày biết. Sáng cầm cái mền lại đưa cho mấy cô, nói thôi tôi trả cái mền này, mấy cô cho tôi cái mền khác. Mấy cô đưa cho tôi đắp mà tối bây giờ bà đòi. Mày thấy không? Đó, chỉ có một cái mền. Cũng vì cái tình chấp cái mền mà không giảng sanh được.
Phật nói là chấp danh hiệu ta, ta rước. Chấp mền làm sao ta rước đây? Trong cái cuộc đời này chúng ta làm vợ, làm chồng, làm con, làm bạn bè, làm thầy trò, là cái duyên đến với nhau chân thật hết lòng. Nhưng để muốn giảng sanh về cực lạc thì cái ý niệm gì Phật hiệu phải mạnh hơn thứ đó. Giống như danh hiệu Phật chúng ta niệm, và chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện bạn, chuyện thầy, chuyện cuộc đời này là nó đang cùng song song đua đi trên đoạn đường đó. Nếu như mà cái niệm Phật của chúng ta mà vượt qua mặt những thứ đó thì chúng ta chắc chắn là vãng sanh. Còn những thứ khác mà qua mặt chuyện niệm Phật thì quý vị sẽ không bao giờ vãng sanh. Quý vị có quyền không phải là đoạn sạch nó, vì trong lục đạo luân hồi này không đoạn được hết. Vì chúng ta đi đến cái cõi này là từ cái cõi tham sân si, từ cái cõi nhiễm ô nhiễm ái mà đến đây. Cha mẹ mình cũng vì nhiễm ái mà sanh ra cái sản phẩm là mình. Vì kêu mình đoạn sạch ái nhiễm mới giảng sanh, đoạn sạch vọng tưởng mới giảng sanh. Như vậy thì quý vị đoạn tịnh độ này, vị đang dẹp tịnh độ đó. Nếu nói tịnh độ là pháp dễ tu, dễ thành tựu, mà nếu như vậy thì có khác gì pháp tự lực đâu. Đã sống trong cõi ái mà kêu dọn ái. Vì sao thế giới cực lạc không có ái? Vì nó không có cái nhân ái, đúng không? Nó không có cái nhân ái nên nó mới tự mắc cái ái. Những người niệm Phật giảng sanh thì cực lạc đa phần là mang nghiệp giảng sanh. Vì sao vì cực lạc mà nghiệp tiêu? Vì không có cái nhân bên ngoài. Mà cái nhân bên ngoài nó không có, mà lại toàn là những bậc thượng thiện bên cạnh để hỗ trợ giúp đỡ cho mình tu. Nên từ nơi đó cái nhân bên trong, cái nghiệp bên trong nó không có cái nhân bên ngoài khuấy động, nên nó không có hiện khởi ra bên ngoài, rồi tự nó tiêu mất. Nên Phật dạy chúng ta từ trong kinh nói rằng nếu nghiệp lực chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Đã là không có hình tướng, nhưng tại sao chúng ta sanh đến cõi này? Vì chấp tướng. Chấp tướng nghiệp. Phải chấp tướng nghiệp không? Chồng nó chữ một phát nó tán như mặt một cái bóp, té cái rầm, xong rồi. Vậy mà tối ngủ thì nghĩ là cái đánh đó, nó tán thì mấy tay nữa, rồi mới so sánh cái lúc nó thương, nó hung, nâng niu chiều chuộng, bây giờ nó đánh, thì lúc đó cọ lại, từ lúc đó mới tủi thân và hút hít mà khóc. Là đó là đem cái sự đánh kia để vào tâm, để quay ra cái tư tưởng nghĩ tại sao, đặt câu tại sao đánh tôi. Cũng vì đặt câu này mà thành ra cái chấp bị đánh. Chứ đúng ra cái đánh và cái chửi kia nó là một phương pháp để trả nợ. Nhưng mà mình muốn về cực lạc mà mình lại không chịu trả nợ, mà mình lại hỏi câu tại sao đánh tôi, thì con nợ nó nói rằng đừng nói câu tại sao. Muốn đánh thì đánh rồi chứ tại sao. Mà cái muốn đánh này là nó từ đâu muốn đánh? Là từ cái nghiệp chiêu cảm đến lúc chín mùi thì đánh. Nhớ. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta khi tu học, Ấn Tổ ngày nói cái câu đầu tiên cho người niệm Phật mình là câu gì? Tinh sâu nhân quả, tính nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Câu đầu tiên là nhấn mạnh ngay chỗ tinh sâu nhân quả, bị nhớ nha. Nên tất cả những bài chia sẻ của những đức toàn là những bài nhân quả đó. Quý vị coi khuyên niệm Phật mà bài nào cũng về nhân quả hết. Vì sao? Vì muốn nhắc nhở chúng ta tinh sâu nhân quả. Vì có nhiều người chúng ta tu học Phật Pháp mà quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, vì sao quý vị nói quý vị vui? Vì sao nhiều người rất cởi mở tâm tư quý vị? Vì sao? Vì tinh sâu nhân quả. Khi tin sâu nhân quả rồi thì không có buồn. Chính mình trồng ớt thì ăn ớt, trồng cà thì ăn cà, trồng gì ăn đấy. Mà vậy thì cái quả đời này đến với mình như thế nào? Là do đôi tay mình đã trồng nhân đó mà sanh các cái quả.
mà mình đã tạo, bây giờ mình chịu, mà mình trách hờn ai. Nên những đức cô động một câu để nhắc mình, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Chùa mình những ngày chủ nhật này rất là đông, nhà ăn mình mới cắt xong nhưng rộng lớn nhưng cũng chặt. Khi chư tăng ni về chùa mình có khi rất là chật chội, ban tổ chức cũng sắp xếp hết lòng, nhưng vì quá đông người nên đến khi chư tăng ni cũng cầm cơm hộp ngồi ghế đồ này kia ăn được. Tại vì quá đông nên số lượng người không thể nào sắp xếp được. Nhà ăn mình ngồi được hơn 1.000 người, nhưng mà số lượng mấy ngàn người thì chúng ta cũng không thể nào sắp xếp được. Nên từ nơi đó mà chư tăng ni về hết sức hoan hỷ. Chùa mình thì chủ nhật nào chư tăng ni về đây cũng rất là đông, tính ra cũng gần 200 người. Chánh điện trên nghe những đức chia sẻ Phật pháp xong lễ Phật kia, nên từ nơi đó mà hàng Phật tử khắp nơi cũng về đây để chúng ta cùng cộng tu. Cái công đức của đại chúng tu rất là lớn, mà trong kinh Phật nói đức chúng như biển cả mênh mông. Một người chúng ta tu thì giống như một ngọn đèn, mà nhiều người thì giống nhiều ngọn đèn. Một ngọn đèn thì không thể nào phá tan bóng tối, mà nhiều ngọn đèn thắp lên tự nhiên bóng tối vô minh tự tan biến. Giống như khi mình lễ Phật ở đây, cái lực của chúng niệm nó ào ào nhờ đông người, cái quay lực nó rất là mạnh. Mà cái quay lực mà niệm lên thì tự nhiên chư Phật gia hộ, chư Phật phóng quang tiếp nhiếp thọ. Nên là từ nơi con người sống cũng vui và an lạc. Còn người mắc mà từ những người chết trong gia đình chưa siêu thoát, mình đi về đây mình tu, người ta cũng đi theo mình. Hay những người mang nghiệp phá thai, thai nhi cũng đi theo. Quang minh bao trùm lại, hương linh cũng được an lạc. Từ cái tâm an lạc đó mà buông cái tâm hận thù đòi nợ, và nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đức Phật đã phát nguyện mà chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu Ngài, buông xuống tâm hận thù đòi nợ, thì tức khắc Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới Tây Phương cực lạc. Về thế giới cực lạc mới hết khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nên chúng ta về đây mình tu tập từ niệm Phật, nghe chia sẻ Phật pháp, rồi xong lễ Phật thờ, xong chúng ta cúng đi thực và phóng sanh. Nguyện đem toàn thể công đức của toàn thể đại chúng, chúng ta hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mình có điểm nương tựa mình tu, nên cảm ơn Hòa Thượng. Năm nay Hòa Thượng cũng 82 tuổi, nguyện Hòa Thượng có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Chúng ta nương vào cái đức của Ngài để mà hành đạo tu hành. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc, hưởng được những cái công đức phước duyên này, và tiếp nhận Phật pháp, biết tu hành, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, thần thức được sáng suốt, biết nương về Tam Bảo niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung từ thập biến thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự vận tự giai cộng tình Phật đạo, như đang ngô tình chung án mộng lộn lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, á ngã ngà nắng tam bà và việc nhật ra hồng, á ngã ngà nắng tam bà và việc nhật ra hồng.
Bà pha Việt Nhật đã hồng gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Nhiều người chúng ta về đây cũng có những người chúng ta bị ung thư, bệnh này bệnh kia mà bác sĩ cũng chạy. Thì vì biết rằng là khi chúng ta sinh ra đời có những người thì rất có sức khỏe, cao ráo, đẹp trai, đẹp gái. Nhưng mà lại có những người thì sanh ra lại lùng lé hô súng như những đứt, rồi bệnh hoạn eo ọt khó nuôi thí dụ. Đó là do cái nghiệp sát sanh của mình mà ra. Nên Phật dạy mà tài thí thì giàu có, càng có tâm bố thí thì càng giàu sang, dù không cầu cũng có. Còn pháp thí là mình có cái hay, cái gì thấy hay lợi ích cho người ta, mình giúp người ta, dạy cho người ta được biết thì thông minh trí tuệ. Phóng sanh, ăn chay là thành vô ý thí, sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Nghĩa là Phật dạy mình gieo nhân thì gặt quả. Vậy thì đời này mình đi đến đây mà bệnh hoạn eo ọt khó nuôi là do tại ngay cái chỗ mình mang cái nghiệp sát sanh nhiều. Bây giờ bệnh hoạn ung thư không có thuốc trị, thì bây giờ thôi mình phát tâm ăn chay trường đi, đừng có sát sanh nữa mà còn phóng sanh. Mà từng chủ nhật đi đến đây nghe giảng đồ này kia rồi mình cũng đi thực hương linh, ta cũng được hưởng nhờ công đức của đại chúng này, cũng đi thực thù thắng lắm, niệm Phật á thù thắng. Rồi xong phóng sanh á, cái tâm phóng sanh khi mấy con chim nó bay lên mình vui, mình hoan hỷ. Giống như mình ở tù mà ai thả mình, tự nhiên mình cảm ơn người ta, mình nhớ ơn dữ lắm. Nên cái việc mà thả chúng sanh là công thức thù thắng nhất. Nên tổ sư nói trong tất cả các việc thiện đầu tiên đó là phóng sanh, ăn chay trường. Nhớ. Nên khi Hòa Thượng tại Chí Tịnh còn tại thế, Ngài hỏi, con biết tu mà con ăn chay trường chưa? Ăn chay trường rồi tốt. Con biết niệm Phật không? Dạ biết. Con cứ ăn chay trường niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc. Nên từ nơi đó mà cái công đức phóng sanh lớn lắm. Vì như chúng ta ai cũng thương nhất là thân mạng, mà chúng sanh này cũng thương nhất là thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên khi mình ăn chay trường và phóng sanh là tròn tâm nguyện chư Phật Bồ Tát, việc này rất thù thắng. Nên quý vị về đây mà những đứa con nít nhỏ nhỏ, quý vị thấy không, con mình đi đến đây có khi những đứa nó đến đây để đòi nợ mình đó, nó hận thù.
Nhưng mà nhờ đi đến đây nè, nó niệm Phật á, nít á, rồi nó nghe những đức dạy, nhưng mà từ từ sau này nó lớn lên, nó trở thành con ngoan, con hiếu, chuyển nghiệp quý vị. Nên quý vị nên phát tâm ăn chay trường phóng sanh. Những đức thấy ăn chay rất là khỏe. Những đức từ khi ăn chay tới giờ lên được 20+ ký. Chứ nó đâu có ốm o gầy mòn gì đâu. Chùa mình mà các cô có nhiều cô 70-80 ký. Thì quý vị biết ăn chay là không có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Nó nên tâm trạng nó vui rồi nó mập mạp và nó khỏe, nó an lạc, nó nhẹ nhàng, tính tình ít nóng tính ha. Nên công đức phóng sanh rất là lớn. Nên chúng ta phóng sanh quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Xong rồi tất cả những chim này được quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi, khi được thả ra nên ở gần ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật. Và khi bỏ báo thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay để thả chim nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Quý vị xuống chai đường dùng cơm, qua bên đây chúng ta nhận người hộp cơm nha.